Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tâm Linh Việt. Hôm nay Tâm Linh Việt xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện tâm linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trên con đường làng dập bóng mát của những bụi tre lớn mọc hai bên, bóng bà cụ tứ lom khom, đầu đội nón lá, tay trái cầm cái giỏ đan, tay phải chống cái gậy gỗ mà bước đi, miệng bà nhóp nhép nhai miếng trầu cay đỏ lòm lòm. Cụ tứ năm nay đã gần 85 tuổi, cái tuổi mà rất nhiều người đã không còn đủ sức khỏe để đứng vững chứ đừng nói gì là đi. Vậy mà bà cụ tứ vẫn ngày ngày chống cái gậy mà đi chợ mua đồ ăn linh tinh. Thấy bóng bà cụ đang đi bên đường, ai nấy đi ngang qua cũng phải cúi đầu chào. Bởi cụ tứ là vợ của ông bá hộ kiên ngày xưa, với cả nghe đâu mấy đời trước của nhà ông bá kiên làm quan ở mảnh đất này. Nhưng đến đời sau thì mai một dần, gia sản để lại chỉ có mỗi căn nhà nhỏ cùng với cái nhà thờ từ đường nằm giữa một khoảng đất rộng. Bà cụ tứ sống cùng với thằng con trai và đứa con dâu. Chúng nó ăn ở thế nào mà chẳng có nổi mụn con để nối dõi. Lão Bảnh, con trai bà cụ năm nay cũng đã độ 40. Làm thì ít mà nhậu nhẹt hút thuốc viện thì nhiều. Thêm con mụ liên vợ Lão Bảnh, nổi tiếng chuông hoa đanh đá nhất cái làng Phú Thịnh này. Tiền bạc gia tài để dành bao nhiêu trong căn nhà này, đều bị hai vợ chồng nó phá sạch chứ cái ngày ông Kiên nằm xuống, nhà còn hơn mấy trăm lượng vàng, ruộng đất ê hề, đủ để bà cụ tứ sống tới cuối đời. Ấy vậy mà chỉ mới 10 năm trở lại đây, khi bà cụ tuổi già sức yếu, thì chúng nó bán sạch, mang hết tiền đi mua thuốc phiện, lại còn bài bạc ngày này qua tháng nọ, cho đến nay cũng chẳng còn gì ngoài căn nhà nhỏ và mảnh đất nhà thờ từ đường dòng họ Trịnh. Bà già, bà đi đâu đấy? cụ tứ nghe tiếng gọi thì liền quay lại hai con mắt đã kéo màn mây mờ đục nhận ra cái bóng mờ mờ đang đứng siêu vẹo nghiêng ngả kia là thằng bảnh con trai mình cụ nhổ bã trầu ra đất đỏ lòm rồi lên tiếng tao đi chợ còn anh đi đâu đấy sao lại không đi ruộng lại hút thuốc viện à bố cha nhà anh suốt ngày hư hỏng lão bảnh hai con mắt lờ mờ giọng lè nhè đáp đi ruộng cái rể ruộng nữa đâu mà đi anh nói thế là thế nào hở chẳng phải nhà còn mảnh ruộng nằm đầu làng hay sao mang đi thế chấp rồi ôi rồi ôi ôi rồi ôi tiên sư bố nhà anh anh làm như thế thì lấy cái gì mà ăn hở ầy bà già thế thôi chứ có bán đâu mà không có gì ăn thì bà mang vàng của ông già để lại ra mà ăn hề hề ông già để lại mấy trăm lượng vàng bà giấu đi đâu cả rồi nghe vậy bà cụ tứ hừ lạnh rồi quay người bỏ đi bà nói vọng lại vàng cái mà bố nhà anh vợ chồng anh phá hết rồi còn đâu thấy bà cụ bỏ đi lão bảnh xoa xoa tay rồi nheo mắt lẩm bẩm phá phá làm sao hút có tí thuốc làm sao hết được hè hè bà già bà đừng để tôi tìm ra được hè hè. Nói đoạn lão bước đi nhanh ngang qua bà cụ tứ, sau lại kéo lấy cái giỏ đan trên tay bà. Xem nào, bà mua gì đấy? Lão bảnh lục lọi rồi lấy ra hai cái bánh gai, sau lại bỏ đi trước, tay thì lột vỏ mà cho vào miệng ăn ngon lành. Bà cụ tứ nhìn theo thằng con trai quý tử của mình mà thở dài chạnh lòng chua xót, có chút bất lực vì đã không dạy nó đến nơi đến chốn. Mà cũng đúng, ngày trước sinh nó ra chẳng khác nào là vàng là ngọc, là người nối dõi tông đường cho bá hộ kiên. Có ai ngờ đâu chính cái sự nuông chiều ấy đã khiến cho bảnh ngày càng đổ đốn. Bà cụ tứ còn một đứa con nuôi là thằng Đồng, năm nay chỉ mới 29-30 tuổi mà thôi, ngày trước nó là người ăn kẻ ở trong nhà. Sau này nhà cũng lụi tàn dần, thằng Đồng cũng bị lão bảnh cho nghỉ, nó vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bá hộ kiên nhặt về rồi làm việc vặt trong nhà cái ngày mà thằng đồng bị đuổi đi bà cụ tứ có dúi vào tay nó mấy chỉ vàng xem như là tiền cho nó lập nghiệp bên ngoài thời gian sau cũng lấy vợ sinh con xây được cái căn nhà ở mảnh đất nhỏ nằm cách nhà bà cụ tứ một đoạn không xa đồng vẫn thường lui tới chăm nom bà cụ xem bà như mẹ ruột của mình nhưng lão bảnh thì không ưa cho lắm bởi dù gì thì thằng đồng cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà ngày xưa cớ gì được bà cụ tứ mang vàng đi cho Lão Bảnh vì cái chuyện này mà dạo gần đây hậm hực. Nhiều lần thằng Đồng sang thì lão ấy lại chửi rủa, bắt nó phải trả lại số vàng kia. Nhưng thằng Đồng nó nghèo, làm gì có tiền mà trả nên đành phải chịu nhục. Mỗi lần sang thăm mẹ mà không có lão Bảnh thì không sao, có lão thì y như rằng lại bị chửi đến muối cả mặt. Bà cụ tứ lúc này đi về trước cửa nhà, căn nhà ba gian nhỏ nằm cuối làng, bên cái mảnh đất lớn là nhà thờ từ đường thấy con mụ liên đang đứng chỉ chỉ trỏ trỏ gì đến bên mảnh đất cùng với người đàn bà lạ mặt bà cụ chống gậy đi vào rồi lên tiếng chúng mày làm gì đấy con liên mày đã nấu cơm chưa mụ liên quay sang thấy bà cụ thì đanh mặt chật lưỡi cơm nước gì tôi đang chỉ cho bà phú cái danh giới của mảnh đất thờ bà vào nấu cơm hộ cho tôi với cụ tứ nghe vậy thì khựng lại lên tiếng danh giới gì Thế mày định làm gì cái mảnh đất bên đấy à? Bán. Chứ còn làm gì? Có bà phú đến hỏi mua nên tôi bán bớt. Chứ để đấy làm gì? Hở? Bà cụ tứ nghe vậy thì tròn mắt. Bán? Bán cái gì mà bán? Ai cho chúng mày bán? Hở? Ai cho chúng mày bán cái mảnh đất thờ nhà tao? Tôi, là tôi đấy. Tôi cho đấy. Bà cụ tứ quay lại thì thấy lão bảnh lão ấy đi tới rồi trợn mắt. Mảnh đất ấy bán chứ để làm gì? Hở, để rồi có ai ở đâu? Cha bố anh, thế anh bán đi rồi thì các cụ nhà anh ở đâu? Đấy là cái nhà thờ từ đường, hương hỏa nhà họ trịnh anh đấy. Lão bảnh nhếch mép, rồi chề môi. Các cụ, các cụ nào, các cụ nào ở trong đấy? Có mà cái nhà hoang với mấy cái bàn thờ, chứ làm gì có ai ở. Ôi rồi ôi! Ôi rồi ôi! Mày mở mồm ra nói như thế mà được à? Chúng mày bán đi rồi các cụ thờ ở đâu? Hở! Cái nhà từ đường ấy nhất quyết không được bán. Chúng mày bán đi thì chúng mày sẽ gặp họa lớn. Gặp họa lớn đấy. Lão Bảnh phun một bãi nước bọt khinh bỉ. Chỉ làm mấy cái tấm gỗ khắc chữ lên thôi. Đặt ở đâu mà trả được. Bà lắm chuyện thế hở bà già. Họa gì? Bà không bán mảnh đất ấy đi thì nhà này gặp cái họa chết đói. Chết đói cả lũ ấy. Bà già rồi. Cũng không sống được bao nhiêu. Bán mẹ nó đi. Rồi ăn cho đến lúc chết là vừa. Lo lắng gì nữa. Bà cụ tứ tức giận. Run lên cầm cập. Đưa tay vụt mạnh cái gậy về phía lão bảnh đánh bốc một tiếng. Rồi quay sang vụt tới tấp về phía người đàn bà lạ mặt kia mà quát lớn. Đi. Đi ngay. Đi ngay cho tao không có bán buôn gì hết. Cút nhanh cho tao. Người đàn bà lạ mặt kia bị bà cụ vụt bông bốp cái gậy vào người, thì hốt hoảng chạy ra ngoài rồi nói vọng lại. Ôi rồi ôi, đất của bà già mà chúng mày cũng dám giao bán cho tao à? Thôi thôi, thôi, chúng mày bán cho ai thì bán đi. Lũ bất hiếu. Con mụ liên thấy vậy thì tức đến đỏ cả mặt, liền lên tiếng chửi lại. Ơ thế con mụ kia, mày không mua thì thôi nhá sao lại chửi vợ chồng chúng tao mày không mua thì mày cút tao bán cho người khác lúc này người đàn bà chật lưỡi lắc đầu rồi quay người bỏ đi mất hút con mụ liên quay sang cay nghiến mẹ chồng mình còn bà bà sắp chết đến nơi rồi sao không chết mẹ nó luôn đi già rồi còn nói nhiều thế làm gì hở không có bà thì tôi đã bán quách được cái mảnh đất ấy đi rồi rõ là rách việc con mụ liên hậm hực rồi bỏ đi vào. Quắc mắt mà nhìn lão bảnh. Mẹ ông đấy. Ông làm sao thì làm. Ừ. Ơ thế con mụ này. Thế mẹ tao không phải mẹ mày à. Bà cụ tứ nghe vậy thì lên tiếng chửi đồng. Chúng mày cút đi đâu thì cút. Tao không có loại con cái như chúng mày. Hè hè. Bà già. Sao thế được? Thế tôi không phải là con bà thì bà lại mang cái gia tài nhà này đi cho thằng người ở kia à? thôi, bà vào chỉ cho tôi cái chỗ cất vàng, nhá, à. vàng vàng cái mà bố mày, tao chỉ còn cái mạng già này thôi. ơ ờ thế thì bà chết mẹ bà đi, cho vợ chồng tôi đỡ vướng tay vướng chân. ừ, chửi rứt, lão hậm hực đi vào trong, vác cái áo mà mặc vào người, tay cầm cái chai rượu nhỏ đi ra, con mụ liên cũng đội cái nón hậm hực quẩy cái mông mà đi ra ngoài lão bảnh lại lên tiếng tôi đi tìm người bán cái mảnh đất kia khi nào bán được thì thôi ừ đất thì rộng mà cứ giữ khư khư đấy rồi cạp đất mà ăn nói đoạn lão cũng bỏ đi đánh chén với bọn lưu manh đầu đường xó chợ bà cụ tứ dưng dưng hai hàng nước mắt bước từng bước mà đi sang bên căn nhà thờ từ đường hai mảnh đất này nằm ở cuối làng phú thịnh địa thế vô cùng đẹp lưng tựa núi mặt giáp sông, quanh năm mát mẻ. Bà cụ đẩy cửa bước vào, cái mùi hương gỗ cùng với hương khói làm bà có chút dễ chịu, chống cái gậy trên nền đi lộc cộp. Đứng trước cái ban thờ lớn đặt chính giữa, hai bên là hai cái ban thờ nhỏ hơn, được bài trí có nét gần như là giống nhau. Bà cụ thắp nén hương lên cái ban thờ ở giữa, miệng lẩm bẩm. Cụ tổ họ về hưởng ít hương nhá. Rồi cụ đi sang cái ban thờ bên tay trái, thắp lên nén hương rồi cũng lên tiếng. Đây, các người cũng có phần, theo cụ tổ mà hộ nhá. Sau bà lại đi sang ban thờ bên phía tay phải, trên đó đặt đến chục cái bài vị lớn nhỏ khác nhau. Bà rưng rưng nước mắt rồi thắp nén hương rồi khấn vái. Các cụ ơi, ông Kiên ơi, ông về mà xem thằng bảnh nhà mình nó hư đốn ra thế kia kìa. Nó suốt ngày bê tha rượu chè hút chích, 50 tuổi đã gần nửa đời người rồi mà lại chẳng làm gì nên trò nên trống. Hít! Nó lại còn đòi bán luôn cả cái mảnh đất này cho người khác kia kìa. Hít! Chợt lúc này có cơn gió thổi qua khiến bà cụ tứ lạnh cả sống lưng. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại thút thít. Ông về rồi à? Ông có nghe lời tôi nói không? Ông Kiên ơi! Bà cụ đứng khóc lóc trước cái ban thờ một lúc, thì đưa tay với lấy cái khăn mà lau chùi cái bộ lưu hương căn nhà thờ này đã được dựng từ thời cụ tổ của ông kiên bà tứ cũng chẳng biết cụ tổ kia là ai chỉ biết rằng ban thờ chính giữa là thờ cụ tổ bên cái ban thờ trái thì thờ hai người đệ tử đi theo cụ tổ rồi đến cái ban thờ bên phải là thờ các cụ và con cháu họ trịnh từ nhiều đời qua lau chùi một lúc thì đã đến quá trưa bà cụ tứ lại lủi thủi đi ra bên ngoài rồi đóng chặt cánh cửa ấy lại lúc này bà đi thẳng vào trong bếp thấy cái nồi cơm nguội đã ôi thiêu tự lúc nào hóa ra là con mụ liên nó chưa nấu cơm thật mụ ấy muốn bỏ đói luôn bà cụ vì sáng nay đã làm lỡ việc lớn bà cụ tứ lại lủi thủi một mình vác cái thân già gần trăm tuổi bác cái nồi cơm lên bếp cũng may là lúc sáng bà có đi ngang qua nhà thằng con nuôi anh đồng rúi cho bà mấy con cá bống bảo mẹ về kho để ăn bà cụ lại bác cái nồi lên kho cá rồi luộc thêm tí rau bữa cơm đạm bạc cá kho rau luộc cũng xong trời cũng đã về xế chiều. Con Mụ Liên đi đánh bài về, chẳng biết là thua hay làm sao mà cay nghiến chửi từ trong ngoài ngõ vào đến trong nhà. Mẹ nó chứ, ngày nào cũng thế là thế nào. Mấy con mụ ngoài chợ nhá. Mẹ chúng mày ăn tiền của bà thì cũng nghẹn họng mà chết tươi chết dở. Chết bầm chết thối nhá. Con Mụ Liên vừa bước vào trong nhà thì nghe cái mùi cá kho tiêu thơm lừng dưới bếp. Bụng con mụ ấy kêu lên òn ọt. Mụ lên tiếng choe choé bà già bà già bà nấu gì đấy tôi ăn miếng nào ôi rồi ôi đói quá mụ ấy đi nhanh xuống bếp thì thấy bà cụ tứ đang xới bát cơm trắng trên mâm còn có nồi cá bống kho còn đang sôi lên ủng ục mụ đi tới ngồi xuống bên cái phảng rồi đưa giật lấy bát cơm trên tay bà cụ tứ đoạn lên tiếng bà già sao lại nấu ít thế này hở nấu thế này thì ai ăn ai nhịn Bà cụ tứ đưa mắt nhìn về phía mụ liên. Mẹ trai nhà cô, sao lại giật miếng ăn trên tay người khác như thế hả? Thứ mất dạy. Mụ liên đưa đũa gắp lấy miếng cá cho vào mồm, rồi lùa lấy miếng cơm trắng nhai nhóp nhép. Gớm, thế thì sới cái bát khác chẳng được à? Mà cá kho hơi nhạt nhá. Cụ tứ đang đưa tay sới bát cơm khác, nghe đứa con dâu trời vật kia nó chê thì lên tiếng. Có cho mày ăn là may. Vợ chồng chúng mày làm được cái chó gì đâu mà đòi ăn cho nhiều, cho ngon. Cũng may có thằng đồng nó cho tao mấy con cá bống về mà kho, chứ không thì cũng chết đói. Nghe vậy con mụ kia nó tự ái, liếc mắt. Ừ, thế thằng đồng nó ăn vàng của nhà này, nó trả lại có mấy con cá này đã thấm thía gì. Mà bà bảo có ăn là được rồi. Thế chẳng phải cái ngày trước khi tôi về làm dâu cái nhà này Bà chẳng bảo với tôi nấu ăn thì phải nấu cho ngon à? Ớm. Ngày đó bà còn nặng lời với tôi đấy. Sao bây giờ không nặng lời nữa tôi xem? Bà cụ tứ tức giận đặt mạnh bát cơm xuống mâm đánh cạch một tiếng. Khiến cho con mụ liên giật bắn mình. Bà cụ run run tay. Tát bốp vào mặt con mụ liên. Mày ngậm cái mồm lại cho tao. Thứ con dâu bất hiếu như mày nói ra không sợ người ta cười vào mặt. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi bà già, bà già, bà đánh tôi à? Nay bà đánh tôi phải không? Bao nhiêu năm qua tôi nhịn bà đủ rồi nhá. Cụ tứ đánh mắt lên tiếng. Mày ăn được thì ăn, không thì cút đi chết trôi ở nơi khác. Đừng ngồi đấy mà lầu bầu. Ai đời thứ con dâu như mày, lại đi chờ bà già như tao cơm bưng nước rót. Á à, à. Dầm con mụ liên gào lớn rồi hất văng luôn cái mâm cơm xuống đất mà chửi lên cay nghiến. Cơm này, thế thì khỏi ăn luôn nhá. Mụ liên nói xong thì đứng phát dậy, dùng chân đạp lên đồ ăn bên dưới rồi trả tới trả lui, khiến cho cơm trắng, cá kho. Rau luộc đều bết nhảy hết cả ra đất, bà cụ tứ tức đến run người, vung tay chộp lấy cái bát cơm của mình ném thẳng về phía mụ liên. Quân bất hiếu, bốp, choảng, cái bát đánh vào người khiến con mụ ấy càng thêm điên tiết. Ôi rồi ôi! Bà già! Bà muốn chết phải không? Dứt lời, con mụ ấy lao tới, chộp lấy đầu bà cụ giật mạnh, rồi vung tay tát bôm bốp vào mặt bà cụ tứ. Chát! 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 Khuôn mặt gầy nhom bị và cho đỏ ửng lên, sưng húp cả mặt. Bà cụ tuổi già sức yếu, nên không đủ sức để chống cự lại với con mụ đàn bà to như lực điền cứ thế mụ ấy đánh đập, hành hạ, chửi rủa bà cụ tứ cho đến khi hả cơn giận. Sau lại cầm lấy cái nón lá, ngoe ngoẩy cái mông bự như cái mông trâu đi ra bên ngoài. Để lại bà cụ đang nằm vật trên đất, mặt dính đầy thức ăn, mếu máu khóc không thành tiếng. Xế chiều hôm ấy, lão bảnh đã uống ở đâu đến say mềm, hai chân loạn choạng siêu quẹo đi từ ngoài cổng vào. Cái giọng lè nhè mà chửi gì đó rồi quay vung chai đập mạnh xuống đất choảng một tiếng, cái chai vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Đoạn lại quay sang bên nhà thờ từ đường mà chửi lớn. Thờ các người đến cả phí hương phí khói, mà chả nhờ các người được cái tích sự gì. Hức! Các người chỉ biết ngồi đấy mà bắt bọn tôi cung phụng, thắp hương thắp khói, chứ chẳng biết làm cái con mẹ gì cho nên trò nên chống cả. Hức! Tôi bảo các người hộ tôi thắng vài ván bài, chứ có đòi hỏi gì lắm đâu. Thế mà tôi thua suốt từ trưa tới chiều mẹ kiếp hại tôi phải đi vay lão bá hồng hức các người không làm được cái chó gì thì tôi cũng chẳng thèm thờ thèm phụng làm cái đếch gì hết nhá Vì. nói đoạn lão bành nhổ một bãi nước bọt qua bên mảnh đất kia chợt thấy có làn hương khói phảng phất từ trong nhà lão nheo nheo con mắt lên tiếng hậm hực rồi đi nhanh qua bên kia mảnh đất đưa tay giật mạnh cái cửa nhà từ đường khiến nó bật mạnh ra ngoài Lão bảnh thấy ba bên ban thờ đã được thắp mấy nén hương. Đang bốc khói nghi ngút thì lại lên tiếng chửi đồng. Mẹ bà già. Tiền thì không có mà ăn. Thế mà lại đi mua mấy cái thứ chó này về đốt ra cho ra bụi. Khác nào mang tiền đi đốt. Nói rồi lão đi tới. Đưa tay rút hết mấy cây hương trên đấy ném mạnh xuống đất. Rồi đưa chân dẫm lên bôm bốp. Tay lại chỉ vào trong cái bài vị của ông Kiên mà chửi. Ông già. Ông không làm mà đòi có ăn à? Ngồi mãi trên đấy chẳng giúp ích được cái chó gì cả. Sao ông không giúp tôi thắng bài? Hở, hở, tôi thắng bài thì mới có tiền mua mấy cái thứ này cho ông hưởng. Ông biết chưa? Còn không thì đừng hòng mà có ăn. Nói xong lão bảnh vung tay hất văng luôn cái lư hương trên ban thờ. Nghe tiếng động lớn cùng với tiếng chửi rủa thậm tệ vang lên từ nhà thờ từ đường bà cụ tứ đang nằm ê ẩm trên cái giường thì lồng cồm bò dậy. Mặt bà vẫn còn đỏ ửng sưng húp vì bị mụ liên đánh lúc trưa. Đưa tay với lấy cái gậy, lộc cộp chống đi ra ngoài. Nghe thấy cái giọng lè nhè của thằng con trai thì bà biết ngay, nó lại gây họa bên nhà từ đường. Lão Bảnh lúc này đang tìm kiếm lục lọi gì đó bên trong mấy cái tủ thờ, thì nghe thấy giọng bà cụ tứ thiều thào vang lên. Ôi rồi ôi, tiên sư nhà mày thằng Bảnh ơi! mày làm gì mà đập phá mọi thứ thế này? Rồi bà cụ run run chống cái gậy đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Bà lom khom ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ trên đất. Lão bảnh chui từ phía sau mấy cái tủ thờ ra, tay cầm lấy mấy bảng giấy lớn đã nhào nát, lầu bầu chửi. Mẹ kiếp, vàng thì không để, để dành mấy cái thứ rẻ rách này làm cái chó gì chẳng biết. Nói đoạn, lão ném luôn những thứ kia ra bên ngoài bà cụ tứ đang lom khom nhặt từng mảnh vỡ thì lên tiếng hoảng hốt ôi rồi ôi rồi ôi mày có biết những thứ đấy là gì không rồi ôi mày dám lấy cái tờ gia phả họ trịnh ra mà ném thế à bà lom khom đi ra đưa tay nhặt lấy mấy tấm giấy được điền kín những dòng chữ nôm ghi rõ họ tên của những người mang dòng họ trịnh lão bảnh thấy vậy thì giật mạnh tấm giấy rồi lên tiếng tấm gia phả thì sao nó cũng chỉ là cái tấm giấy rẻ rách thôi. Lúc trước chẳng phải nhà có của ăn của để nhiều lắm sao, mà bây giờ chỉ còn mỗi cái tấm giấy này, không đáng một xu. Nói rồi lão vung tay xé toạc tờ giấy kia ra làm hai, bà cụ trợn mắt rưng rưng rồi khóc thành tiếng. Hu hu hu, các cụ ơi, ông Kiên ơi, ông về mà xem thằng nghịch tử nó làm ra cái chuyện tài đình gì đây này. Hu hu hu, bà già, bà khóc lóc cái chó gì, các ông ấy chết rồi. Chỉ còn là cái tấm gỗ vô chi kia thôi. Nhá, này, còn nữa, lần sau đừng bao giờ thắp hương thắp khói nhá. Đèo mẹ, tiền thì không có mà ăn. Suốt ngày hương hương khói khói. Cụ tứ tức đến run cả người, vung cái gậy mà dùng hết sức đập thẳng vào người lão bảnh. Ngậm mồm lại cho tao. Mày suốt ngày rượu chè cờ bạc, bê bết thuốc phiện. Lại còn nói ra được những lời ấy à? thờ cúng thì phải có hương có khói. Thế mày định để bàn thờ bố, thờ ông mày lạnh lẽo, không chút khói hương à. Lão Bảnh lúc này gần giọng. Bà già, được, nếu bà muốn hương muốn khói, thì bà giao cái số vàng của ông già để lại ra đây cho tôi. Nhá, lúc ấy tôi có tiền trả nợ cho người ta, rồi mới có tiền mà mua hương mua khói. Hề hề, bà giao vàng ra đi, tôi biết bà còn giữ nhiều lắm nhá. Rồi hương khói tôi sẽ lo đầy đủ, nhá. Vàng vàng cái mà bố mày. Số vàng ấy vợ chồng chúng mày mang đi đổ sông đổ bể hết rồi còn đâu. Bây giờ tao chỉ còn một cái mạng già này thôi. Thế thì không có hương khói gì cả, nhá. Hương này, khói này, hương này. Lão bảnh trừng con mắt, vung chân đạp mạnh vào mấy cái tủ thờ khiến chúng đổ sập xuống đất. Lư hương, ly bát văng tung tóe khắp nơi, Bà cụ tứ hốt hoảng mà gào thét, đưa tay ôm lấy thằng con trai ghi lại. Rồi ôi, hu hu hu, mẹ bố mày, mày có thôi đi không? Hu hu hu, rồi ôi, các cụ ôi, ông ôi. Lão bảnh vùng tay, rồi quay sang gần giọng. Kêu than cái gì? Nói cho bà biết. Á, à, mẹ kiếp, tôi xin các người trong nhà này cho tôi thắng vài ván bài ấy thế nào mà lại thua một mạch từ chưa đến tận chiều làm tôi phải thế mảnh đất này cho lão bá hộ một lượng vàng hừ thế thì thờ cũng làm cái chó gì trong khi trả hộ cho con cho cháu hừ dẹp mẹ nó đi cho rồi mẹ cha mày tổ tiên thần thánh nào mà đi giúp mày cờ bạc hả thằng chó kia hu 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 không giúp thì dẹp không thờ á lão bảnh lại lao tới vung chân đá mạnh khiến cho những vật thờ cúng văng đi khắp nơi. Từng chiếc chén vỡ vang lên choang choảng. Cụ tứ ngồi sụp xuống mà bất lực nhìn cái cảnh nhà từ đường bị đập phá nát bét. Chẳng khác gì cái đống rác đầu làng. Lúc này gió lớn từ đâu thổi đến. Cánh cửa chính nhà thờ đập mạnh vào trong. Vang lên từng tiếng rầm rầm. Tiếng gió giết qua những tán cây kẽ lá bên ngoài. Khiến cho bà cụ tứ cùng với lão bảnh phải dùng mình. Lão trợn mắt nhìn ra bên ngoài sau lại vung chân đạp mạnh cánh cửa bước ra đưa mắt nhìn xung quanh trời lúc này đã nhá nhem tối lão lè nhè cái giọng bão à thế thì thổi sập mẹ nó cái nhà thờ này đi cho rảnh việc mẹ kiếp hức lão loạn choạng bước ra bên ngoài sân toan muốn đi về nhà thì từ ngoài cổng nhà từ đường một cái bóng đen to lớn gấp đôi lão bảnh đang từ từ lướt tới lão đang đi thì khựng lại chết chân đứng yên bất động hai chân nặng trịch cố nhất cũng chẳng được. Một luồng khí lạnh thổi qua lưng khiến cho gai ốc nổi hết cả lên. Cái bóng đen bên ngoài chống gậy gỗ đi vào. Cái bóng kia dần lộ rõ là một người mặc áo dài. Đội khăn đống màu đen. Hai mắt mở lên trừng trừng. Hung hãn nhìn chằm chằm vào mặt lão bảnh. Cái dáng người kia càng tiến lại gần hơn. Hai mắt lão mở to nhìn về bóng người vừa lạ vừa quen ấy. Lão ú ớ trong cổ họng. Ông! Ông! Ông già! Ông à. Người đàn ông kia trợn ngược đôi mắt rồi vung cái gậy mà bổ mạnh vào đầu lão Bảnh, đánh bốc một tiếng. Nghịch tử, tao không có loại con như mày. Bà cụ tứ nghe tiếng ú ớ lớn thì lại đưa mắt nhìn ra, bất ngờ trông thấy lão Bảnh đang đứng khựng lại, hai mắt mở lên trừng trừng, rồi ngã bật ngửa ra sau, đầu đập xuống đất đánh bộp một tiếng rõ to. Bà cụ hốt hoảng chạy nhanh ra đưa tay đỡ lấy con trai mình rồi gào lớn ôi rồi ôi con ơi con ơi là con ơi bảnh ơi ai cứu con tôi với ai cứu con tôi với cứu với rồi ôi đúng lúc này may sao thằng đồng trên tay cầm lấy mấy bó rau đi sang nghe thấy tiếng bà cụ tứ thì lại vội vàng lao nhanh tới thấy bà cụ đang đỡ lão bảnh thì hốt hoảng ôi mẹ ơi anh bảnh anh bảnh làm sao đấy làm sao đấy hở mẹ? bà cụ tứ méo máu, chắc là nó trúng gió rồi, hít, con dìu nó vào trong nhà giúp mẹ, để mẹ cạo gió cho nó, nhá. đồng dạ dạ vâng vâng rồi khiêng lấy lão bảnh lên vai, chạy nhanh vào trong nhà, lại đặt lão nằm lên giường. bà cụ tứ run run đưa tay cầm lấy đồng xu cạo mạnh lên lưng lão bảnh, cạo một lúc thì lão ấy cũng tỉnh phần nào đưa mắt nhìn xung quanh rồi ú ớ gì đó không lên tiếng. Lim dim hai mắt mà ngủ thiếp đi. Cụ tứ mới thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới lên tiếng hỏi. Thế con đi đâu mà sang mẹ giờ này? Đồng vội vàng cầm lấy mấy bó rau cải xanh mứt rồi lên tiếng. Thằng cu con nó đi hái rau với mẹ nó lúc chiều. Con mang sang cho mẹ một ít để nấu nồi canh. Thế lúc chưa chỗ cá ấy mẹ đã ăn chưa? Có ăn được miếng nào đâu, con liên nó đổ hết cả rồi ơ ờ, sao lại đổ đi ạ à? bà cụ tứ thở dài rồi lắc đầu đưa tay cầm lấy bó cải bà lên tiếng thôi con về đi trời tối rồi kẻo mẹ con nó ở nhà lại ngóng lúc này đồng đang muốn nói gì đó thì bất ngờ mới nhận ra điều khác lạ trên khuôn mặt mẹ mình liền lên tiếng hỏi lại ơ ờ, mặt mẹ sao đấy sao lại sưng húp như thế ai đánh mẹ à không mẹ ngã thôi nói rồi bà cụ cầm lấy bó cải rồi đi nhanh xuống dưới nhà bếp đồng thấy vậy thì đi tới kéo tay cụ lại thôi mẹ ngồi nghỉ trông anh bảnh để con đi nấu cho thế chị liên đâu rồi mẹ thôi đừng nhắc đến con đấy giờ này chắc lại đang cầm con bài đỏ xanh ở đâu rồi đồng nghe vậy thì thở dài chật lưỡi lắc đầu ngao ngán rồi đi nhanh xuống bếp nấu cho bà cụ nồi cơm trắng với bát canh rau đồng vừa dọn cơm lên cho bà thì con mụ liên từ đâu đi về thấy đồng vừa đặt cái mâm cơm xuống phẳng mụ liền lên tiếng chua ngoa ơ cậu đồng sang à thế nay nhà hết gạo hay sao mà sang nhà này ăn trực thế đồng đưa mắt nhìn về phía mụ liên lên tiếng em sang đưa mẹ bó rau chứ có ăn trực thứ gì đâu mà chị lại nói thế ơ thế không phải à ghê chưa biết bà già còn vàng nên sang nấu cơm cơ à khổ thật đấy ơ cái chị này chị ăn nói cho đàng hoàng mụ liên đanh giọng thế chú bảo sang đưa bó rau thôi mà không còn việc gì thì về được rồi nhà này cũng không còn gì để mà ăn trực đâu chị đồng chừng mắt muốn đôi co thì bà cụ tứ xua xua tay rồi lên tiếng thôi về đi con kẻo mẹ con chúng nó ở nhà trông đấy nó nói gì thì kệ nó mình không có thì mình không phải sợ đồng nghe vậy thì thở dài sau lại lên tiếng thế thôi chào mẹ con về nói dứt lời đồng quay người đi thẳng một mạch ra ngoài mất hút con mụ liên lại quắc mắt nhìn về phía bà cụ gớm nhể tranh thủ lúc không có ai ở nhà thì bà lại lấy mấy miếng vàng chia cho thằng con nuôi à chia cái mà bố mày thằng chồng mày trúng gió nằm kia kìa không có thằng đồng thì chồng mày đã chết từ nãy rồi con mụ liên đi tới Sới lấy bát cơm rồi đanh giọng thôi nhờ nó nhờ nó cả đấy được chưa gớm khổ trúng gió thôi mà lúc này con mụ liên chan nước canh đầy vào trong bát cơm rồi húp lấy òn ọt, ọt bà cụ tứ cũng ăn đại một bát lót dạ bà lên tiếng mày ở mà trông thằng bảnh tao sang dọn lại cái nhà thờ mụ liên ngó nghiêng rồi lên tiếng ừ đi đi thế bên đấy giấu vàng hay sao mà qua suốt thế Ờ bà cụ nghe vậy thì lườm mắt rồi không nói không rằng đi nhanh ra ngoài sau lại đi thẳng vào trong nhà thờ mà lom khom nhặt lấy từng mảnh vỡ từng chân nhang đang nằm dưới đất phía bên này con mụ liên thừa cơ hội liền chạy nhanh vào trong buồng của bà cụ tứ mà lục lọi khắp nơi tìm đến mỏi cả mắt nhưng vẫn không tìm được gì. Mụ lại đi ra rồi ngó nghiêng, tìm hết các ngóc ngách trong nhà. Hồng tìm kiếm số vàng còn sót của ông bá hộ kiên để lại. Lúc này lão bảnh đang trong cơn mơ thì thấy phía trước cửa nhà mình có hai bóng người thân mặc giáp phục, đầu đội nón thương, đang đẩy cửa bước vào. Ánh mắt sáng rực một màu đỏ chót, hai cái bóng nhanh chóng đi vào đứng cạnh bên cái giường lão bảnh đang nằm, lên tiếng gằn giọng nghi tử thấy nhị vị hộ pháp còn không mau ngồi dậy mà hành lễ lão bảnh chợt mở mắt trông thấy hai cái bóng kia thì khiếp hãi run lên cầm cập các người các người ớ ớ mụ liên lúc này thấy lão bảnh đang nằm bỗng mở mắt ú ớ thì giật mình khựng lại con mụ thôi lục lọi liền đi tới đứng kề bên gì đấy lão tỉnh rồi đấy à hai mắt lão bảnh lúc này cứ trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào hai người khuôn mặt dữ tợn Dâu ria rậm rạp đang đứng trước mặt mình hai cái bóng kia vung tay chụp lấy tóc lão bảnh mà giật mạnh khiến cho hồn thể của lão bị lôi ra ngoài một đòn roi đánh thẳng vào chân khiến lão ngã khuỵu xuống trong tư thế quỳ một trong hai người kia cất lên cái giọng âm vang nghịch tử trịnh văn bảnh mày đã biết tội hay chưa lão bảnh hoảng sợ u ớ tôi 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 có tội gì? Các người là ai? Các người là ai? Chát! Quái! Một đòn roi đánh thẳng vào hồn thể, khiến lão đau đớn mà thốt lên. Cái xác của lão cũng giật nảy lên một cái, rồi đổ dầm xuống giường, khiến con mụ liên giật bắn mình. Lúc này hai người kia mới lên tiếng. Bọn ta là Hữu Dũng và Minh Khang, nhị vị tướng lĩnh theo hầu ngài tổ phụ của dòng họ trịnh các ngươi là ngài trịnh phong nay được lệnh về trừng trị thứ nghịch tử như ngươi, dám phá đi ra phải nhà họ trịnh, lại còn phỉ báng, sỉ nhục, đập phá nơi an vị của các bậc cao niên trưởng lão khác trong họ. Cái gì? Cái gì? Tôi tôi, tôi, các người. Lão Bảnh nghe qua thì sợ sệt run lên bần bật, miệng ú ớ lắp bắp chẳng nói nên lời. Lão đã từng nghe qua. Trong họ trịnh nhà mình có hai vị tướng lĩnh làm hộ pháp cho con cháu, nhưng không ngờ bây giờ họ lại đến bắt mình đi. Lão Bảnh còn chưa kịp phản ứng, thì một người đã vung tay bóp chặt lấy yết hầu của lão, nhấc bổng lên. Sau đó thì người kia lại tròng sợi dây thừng vào trong cổ lão Bảnh, kéo xuống chói lấy hai tay lão lại vào nhau. Lúc này người kia thả tay khỏi cổ, rồi vung roi đánh chan chát vào người lão Bảnh. Chát chát chát. Nghịch tử, theo ta về gặp các ngài mà chịu tội lão bảnh lúc này bị kéo lê trên mặt đất quan mình đau đớn gào thét van xin á à, á à, tôi chưa muốn chết xin các ngài tha cho tôi á à, xin các ngài tha cho tôi hu 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 chát 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 từng đòn roi đánh thẳng vào hồn thể của lão cái xác kia cũng giật lên đùng đùng con mụ liên thấy vậy thì hốt hoảng hét lớn ôi rồi ôi ông bảnh ông bảnh ông bị làm sao ấy cái xác của lão bảnh giật mạnh thêm mấy cái thì trợn ngược hai mắt miệng lão học ra máu tươi tràn hết ra gối hai bên tai và hai mắt cũng chẳng kém gì máu tươi tanh tưởi từ bên trong cứ theo đó mà tuôn hết ra ngoài khiến cho con mụ liên khiếp vía lao tới chụp lấy lão bảnh rồi hốt hoảng ông làm sao làm sao thế này làm sao thế này quái cơn gió lạnh thổi tới hất văng mụ ấy ra đằng xa đầu đập mạnh xuống đất choáng váng. Trước mặt mụ xuất hiện hai cái bóng đen đang lôi sền sệt lão bảnh đi thẳng về hướng nhà thờ từ đường. Cái chết tức tưởi của lão bảnh đã khiến cho mụ liên vô cùng hoang mang. Mụ ấy ngất đi cho đến sáng thì mới hoàn hồn mà tỉnh giấc. Thấy trong nhà đang tấp nập người ra vào. Con mụ ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn về phía cái xác lão bảnh đang nằm giữa nền nhà. Cụ tứ thì ngồi khóc thút thít một bên. Mụ liên đi tới run run ngó vào cái xác lão bảnh trắng bệch đang vương vãi đầy máu mụ run cầm cập rồi há hốc mồm nhìn xung quanh ú ớ lúc này có vài người lên tiếng hỏi dồn thế làm sao chồng mày lại học máu mà chết thế hả à, tôi 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 không biết lão ấy lão ấy đang nằm thì học máu học máu mồm rồi còn cả máu tai máu mũi lại còn lại còn lại còn nói đoạn mụ liên run run giọng rồi đưa mắt nhìn về hướng nhà thờ từ đường mà nuốt nước bọt ánh mắt vô cùng hoảng sợ những người khác thấy mụ ấy đang nói thì ấp úng xót ruột mà lên tiếng hỏi lại còn làm sao hả làm sao sao mày cứ nhìn chằm chằm ra nhà thờ thế mụ liên lại đưa mắt nhìn về phía cụ tứ có 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 hai cái bóng đen lôi sền sệt lão bành nhà tôi ra ngoài cái nhà thờ họ ôi rồi ôi thật à? Rồi ôi! Thế là chết rồi. Thế lão bành đập phá cái nhà thờ khiến tổ phụ nhà này nổi giận mà vật chết lão rồi. Cụ tứ nghe vậy thì run run tay. Hai mắt thất thần nhìn ra ngoài. Bởi đêm qua khi cụ đang lom khom dọn dẹp những thứ trong nhà thờ, thì chợt nghe cái tiếng thét của mụ liên. Cụ theo quán tính mà ngó ra ngoài. Lúc này cụ chết điếng khi thấy trong cái sân trước nhà thờ, đang có đông nghịt những cái bóng đen đứng tản ra hai bên chưa ra cái lối đi ở giữa. Lúc ấy lại có hai cái bóng đen khác lao nhanh vào. Còn kéo lê theo đằng sau là cái bóng lão bảnh đang gào thét, dãy rụa dưới đất. Hai cái bóng kia lôi xoẹt qua mắt rồi lập tức biến mất. Bà cụ khẽ giật mình rồi đưa mắt nhìn lại thì không còn thấy gì ngoài cái sân trống tối om. Cụ tứ trong lòng nóng lên như lửa đốt. Vội chống cái gậy gỗ đi về nhà thì phát hiện. Lão đã học máu mà chết trên giường. Mãi cho đến bây giờ khi nghe con mụ liên nói thì lại càng tin rằng con mình đã bị các cụ về mà vật chết đám người lại nhao nhao lên có vài người lớn tuổi biết chuyện thì đi đến bên chỗ cụ tứ lên tiếng thỏ thẻ thôi chuyện đã đành bà cũng nén thương đau nhá chứ tôi thấy nó sống thì bà lại càng khổ thêm hai cụ tứ nghe lời an ủi thì gật gật gù gù rồi đưa tay lau nước mắt bỗng lúc này bên ngoài có tiếng của lão bá hộ hồng vang lên khiến cho tất cả mọi người ai nấy cũng đều giật mình quay lại. Thằng Bảnh đâu rồi? Thằng Bảnh đâu? Mày nghĩ chết rồi thì trốn được nợ của ông à? Bên ngoài, lão bá hộ hồng cái tướng gầy nhom, vẻ mặt gian gian, mắt lươn tai rơi, môi chuột, lại còn thêm quả tóc xoăn, nhìn thôi đã thấy là cái tâm sinh tướng. Lão chống cái gậy gỗ đầu rắn mà nhìn chằm chằm vào trong nhà, theo sau là bốn thằng gia đình. Thằng nào thằng ấy to như voi, có hai thằng con vác cả cái búa lớn. Lúc này cụ tứ trong nhà run run đi ra, đưa mắt nhìn về phía lão bá Hồng rồi lên tiếng. "Thằng Bảnh con tôi nó chết rồi. Thế ông bá có chuyện gì mà nay lại đến nhà tôi thế?" Bá hộ Hồng nheo nheo con mắt. "Thế thằng Bảnh đâu? Chết rồi thì tao đến thu hồi đất." Cụ tứ chợt nhớ lại Đêm qua con trai mình có bảo rằng nó thế chấp cái mảnh đất nhà thờ từ đường kia một lượng vàng. Bà lên tiếng. Thế con tôi thế chấp mảnh đất thờ bao nhiêu? Để tôi trả. Lão bá hồng giết lên một tiếng. Rồi cười lớn. Ha 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 ha. Trả cái gì? Mảnh đất bên kia bây giờ là của tôi rồi. Thằng con bà nó ký giấy bán cho tôi rồi đây này. Thế chấp cái gì? Hà hà. Bà cụ nghe vậy thì sững người, bà lên tiếng bán là bán thế nào đêm qua thằng bảnh nó nói là thế cho ông một lượng vàng thế cái gì là bán đất cho tôi nhá đây giấy trắng mực đen nhá hà hà dấu vân tay của nó vẫn còn đây lão bá hộ hồng đưa cái tờ giấy ra trước mặt những người trong làng đọc thì thấy đúng là cái giấy bán đất cho lão bá hồng ai nấy cũng đều bán tín bán nghi khi cái mảnh đất ấy chỉ bán đúng một lượng vàng. Bà cụ tứ bần thần như người mất hồn, giọng run run. Thế, thế, nó bán một lượng à? Rồi ôi, thôi ông bá ơi, ông thương tình cho. Mảnh đất ấy là của tổ tông các cụ để lại làm nơi thờ phụng. Hít, thế ông làm ơn làm phước bán lại cho tôi mười lượng nhá. Vừa nghe thấy mười lượng vàng, con mụ liên sáng mắt nghĩ bụng. Rồi ôi, vậy là bà già giấu vàng ở đâu đó trong cái nhà này rồi lúc này lão bá hồng cười lên ha hả sau lại chẹp chẹp cái miệng tao có bán đâu mà mua hà hà tao đang tính đập cái nhà thờ ấy đi rồi xây cái nhà mới ở đấy há há thấy đất ấy phong thủy nó tốt chẳng mấy chốc tao lại giàu hơn há 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 thế hôm nay tao đến để lấy đất nhá cái gì cũng phải rõ ràng khéo chúng mày lại gieo tiếng ác cho tao là đi cướp đất thì lại khổ hề hề nói đoạn lão bá hồng quay người đi ra ngoài bốn thằng gia đình cũng quay người đi theo sau lúc này lão bá hồng chỉ tay về phía cái cổng ngoài phá cái cổng này cho tao dạ tiếng thằng lai vang lên sau đó nó lao tới vung cái búa lớn từ trên cao bổ xuống rầm 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 liên tiếp ba nhát búa đã khiến cái cổng lớn ngã sập vào trong bà cụ tứ hốt hoảng lao tới ôm lấy chân lão bá hồng gào thét van xin hu 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 ông bá ơi ông bá ơi ông thương tình cho tôi hu 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 dù gì đây cũng là cái nhà thờ họ của ông nhà tôi hu 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 ông thương tình cho lão bá bị ôm chặt thì liền vung chân rồi lên tiếng ơ cái bà này cút ra chỗ khác xem nào hu 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 ông ơi ông ơi ông bán lại nó cho tôi đi ông ơi trăm lượng vàng tôi cũng chịu ông ơi lão bá trợn mắt tức giận chăm chăm cái bố tổ nhà bà buông ra bốp bốp cái gậy lớn từ tay lão bá đập mạnh vào lưng bà cụ hai cái thật mạnh khiến bà đau đớn vô cùng xương lưng như muốn gãy ra làm đôi nhưng bà quyết không chịu buông tay cứ nài nỉ van xin lão bá hồng hất cằm nhìn về đám gia đình mẹ chúng mày kéo con mụ này ra chỗ khác xem nào hai thằng gia đình thân to như voi lập tức lao tới vung tay chụp lấy cụ tứ rồi kéo vật ra đất cái thân già đập mạnh xuống đất khiến bà không còn đủ sức bỏ dậy còn cái nỗi đau nào hơn khi vừa mất con mảnh đất thờ tổ tông cũng bị cướp mất trong tức tuổi lão bá hồng đạp mạnh cửa nhà thờ sau đó liếc mắt một cái rồi lên tiếng chúng mày kiểm tra xem trong này có thứ gì quý giá hay không không có thì đập nát hết cho tao bốn thằng gia đình lập tức đi tới lục lọi khắp nơi nhưng chẳng thấy có gì quý giá lão bá vung tay rồi ra hiệu thôi đập đập hết cho tao lập tức bốn thằng kia vung búa mà đập ầm ầm bốn bức tường lớn lão bá đứng một bên đưa mắt nhìn về phía nhà thờ đang bị đập nát mà cười lên mãn nguyện trong đầu lão đang tưởng tượng đến khung cảnh căn nhà mới xây sẽ khang trang đồ sộ hơn trên cái mảnh đất rộng này. Phía bên kia bà cụ tứ cứ gào khóc trong vô vọng, khi thấy tổ tông đang bị đập nát vụn. Ai nấy đứng bên ngoài cũng đều xót xa cho cái tình cảnh trước mắt bà cụ. Lão bá hồng đang đứng thì chợt mở to mắt, nhìn chăm chằm về thứ gì đó. Sau lại bước tới mà lên tiếng. Này! Khoan đã! Cái hộp gì kia? Hở! Lão đi nhanh tới, đưa chân giả ra lớp đổ nát bên trên để lộ ra cái hộp bằng gỗ đỏ. Có cái khóa nhỏ khóa chặt bên ngoài. Lão ngó nghiêng rồi cười lên khoái chí Hà hà, mẹ kiếp, trong đây chắc chắn là của cải vàng bạc của chúng nó đây mà. Hà hà, nói đoạn, lão giấu cái hộp gỗ kia vào trong áo rồi quay người bước đi. Hắn lên tiếng. Chúng mày đập sạch những thứ kia rồi dọn gọn gọn vào nhá. Mai ông cho người đến dựng cửa làm nhà lão bá hồng đi một mạch thẳng về nhà, cười lên khoái chí. Há há há, mẹ nó chứ, hôm qua bị tao lừa mà nó chẳng biết cái chó gì cả. Há há há, đúng là bọn dân đen nó ngu thật, ngu thật, há há. Lão bá hồng đi thẳng vào nhà rồi ngó nghiêng. Ô, con mụ vợ đi đâu rồi ấy nhỉ? Hà hà, thế thì ông đây giấu luôn. Lão khóa chặt cái cửa phòng, sau đó đi tới ngồi xuống cái giường ngủ cầm cái hộp gỗ kia ngó nghiêng mãi một lúc rồi nheo nheo mắt ừ nhỉ thế chìa khóa đâu mà mở chợt lão nhớ ra điều gì vội tụt nhanh xuống dưới gầm giường với tay cầm lấy cái búa nhỏ sau đó thì chui ra đưa tay gõ gõ vào cái khóa đã cũ tiếng leng keng vang lên lão hồng đưa cái hộp gỗ lên lắc lắc nghe thấy tiếng lục cộp bên trong thì sáng mắt ôi rồi ôi Vàng. Vàng à. Hề hề. Thế thảo nào. Con mụ già kia nó đòi mua lại bằng cả chục. Cả trăm lượng. Hề hề. Lão bá vung búa đập mạnh xuống cái nắp gỗ. Cộp cộp. Đầu búa chạm vào nắp gỗ vang lên từng tiếng. Lão dáng mạnh tay thì rắc một tiếng. Cái nắp gỗ bị đập thủng một lỗ. Lão cười lên khoái chí Sau lại đập mạnh thêm mấy phát khiến cho cái nắp vỡ ra một lỗ lớn lão đưa tay giật mạnh cái nắp gỗ rồi đổ hết những thứ bên trong ra ngoài. lão hồng chăm chú nhìn những thứ rơi từ trong ra thì bất ngờ khi không thấy vàng đâu nhưng lại có hai tấm thẻ bằng đá ngọc đã cũ trên thẻ còn khắc hai dòng chữ nôm. lão hồng ngó nghiêng rồi ngẫm nghĩ gì đây không phải vàng mà là ngọc biết sao? ị hay là đồ trấn phong thủy nhể? hề hề phen này giàu to lão cầm lấy cái tấm thẻ ngọc màu trắng đỏ kia mà ngắm nghía suýt xoa cười lên hí hửng rồi giấu nó dưới gối lão lại moi móc những thứ bên trong hộp gỗ lấy ra thêm một tấm giấy đã cũ trên tấm giấy có hai ký tự tựa như cái ngọc ấn trên đó có ghi mấy dòng chữ lão ngó nghiêng chẳng hiểu rồi vo tròn ném sang một bên rồi lại mò tay vào trong mà tìm một lúc thì cũng chẳng thấy gì lão gom lấy hộp gỗ cùng với tấm giấy vò nát kia mà đi ra ngoài rồi ném thẳng vào trong cái lò lửa dưới bếp. Sau đó thì đi đến cái bàn ngồi uống trà. Nào có biết được hai tấm ngọc bích đang tỏa ra một luồng khí màu đỏ thẫm tựa như máu, bao trùm lấy căn phòng. Trời đã quá chiều. Bên nhà cụ tứ, lúc này cái xác của lão bảnh đã được đặt vào trong cái quan tài. Mụ liên ngồi bên cái áo quan mà khóc lóc thảm thiết. Cụ tứ thì như người mất hồn, cứ thờ thẫn mà nhìn sang bên mảnh đất của nhà thờ từ đường thấy đám gia đình của lão Bá Hồng đã về hết cụ mới run run đi ra đi một mạch qua bên mảnh đất mặc cho cái đám tang đang diễn ra bên nhà mình trong sân nhà vẫn còn vài người hàng xóm đang ngồi tiếp chuyện cụ tứ đi tới bên cái đống đổ nát tranh thủ lúc trời còn chưa tối cụ đưa tay bới móc dưới cái nền đất như đang tìm thứ gì đó nhưng cụ tìm mãi mà chẳng ra ánh mắt có chút lo sợ rồi cụ thút thít. Là ý trời. Hu hu hu. Ý trời rồi các cụ ơi. Ơ ờ mẹ ơi. Mẹ làm gì bên đó thế? Tiếng thằng đồng vang lên. Khiến bà cụ rưng rưng nước mắt nhìn sang. Bà đứng bật dậy chống cái gậy. Đi về lại bên nhà. Mẹ đi tìm ít đồ sót lại bên ấy. Hích. Chẳng còn gì cả. Hích. Thế bài vị của các cụ cũng mất luôn rồi à mẹ. Đồng vừa hỏi vừa đưa tay dìu lấy cụ tứ đi vào trong. Cụ đáp. Không, bài vị thì bọn gia đình của lão bá có mang sang cho mẹ lúc chưa rồi. Còn đặt ở trong nhà kia kìa. Đồng vừa dìu bà cụ đi vào trong nhà. Thấy mụ liên đang ngồi thút thít bên cái thi thể của lão bảnh. Đồng cũng thở dài một hơi rồi đi đến thắp nén hương. Đứng trước cái tấm bài vị của lão bảnh. Đồng cúi đầu lại ba cái. Nhìn về phía mụ liên mà nở một nụ cười lạ thường. Sau khi thắp lấy nén hương vào trong lư, đồng lên tiếng. Thôi chị ạ, à, chị nén đau thương cho vong hồn anh ấy sớm siêu thoát. Mụ liên quắc mắt nhìn về phía đồng, rồi lên tiếng đá xéo chuyện gì đấy. Mày đến để chia tài sản đấy à? Lão Bảnh chết rồi, nên không còn ai giành giật với mày nữa đâu. Đồng nghe vậy thì chố mắt. Ơ ờ hay, chị nói thế là thế nào? Chị nói vậy khác nào là em hại chết anh Bảnh à? Con chả phải mụ liên trợn mắt định nói tiếp thì bà cụ tứ gần giọng con à kia mày ngậm mồm lại cho tao sao các cụ không về mà vật chết mẹ mày đi cái thứ đàn bà ác mồm ác miệng ơ ờ bà già bà 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 cái tiên sư nhà mày cụ tứ vung cái gậy bổ tới khiến con mụ liên lùi ra sau lúc này đồng mới lao tới can mẹ mình lại mụ liên lại che che cái miệng Ừ, Bênh đi nhá. Thương lắm cơ, thương lắm. Ra tài cái nhà này rồi cũng vào tay nó cả thôi. Giời ơi, gớm nhể. Con ruột thì không có cái mà ăn, lại đi để dành của cho con nuôi. Cụ tứ nghe vậy thì lại càng thêm tức. Bà run run tay cầm gậy toan lao tới thì thằng đồng đã kịp can ngăn. Mũ liên chề môi, liếc mắt nhìn về phía đồng rồi bỏ đi ra bên ngoài lúc này hắn mới dìu bà cụ ngồi xuống bên cái ghế gần đó thôi mẹ ạ à, mặc kệ chị ấy con nghe mãi cũng quen rồi cụ tứ rưng rưng nước mắt mẹ vô tình đã gieo cho con cái tiếng xấu rồi hích ngồi nói chuyện một lúc thì đồng cũng xin phép ra về vì trời đã khuya vợ con còn đang đợi ở nhà hàng xóm cũng về gần hết để lại bà cụ tứ cùng với mụ liên mỗi người ngồi một góc chẳng ai nói với ai câu nào. Khuya ngày hôm ấy, đang ngủ bên ngoài sân thì chợt cụ tứ lại nghe thấy cái tiếng động bên tai. Cái tuổi già khó ngủ nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để bà tỉnh giấc. Đưa tai mà lắng nghe thì nhận ra dường như có ai đó đang lục lọi đồ đạc trong nhà. Bà cụ lom khom ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Vì là nhà đang có tăng thì không được đóng cửa chính. Cụ tứ lại sợ rằng nhà mình có trộm. Cụ lục cột chống cái gậy gỗ đi vào, cái tiếng động kia nó phát ra từ sau cái buồng nhỏ của mình. Lúc này bên trong buồng của cụ, mụ liên đang lục tung hết mọi thứ lên. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc rồi lẩm bẩm. Tiên sư, bà già giấu vàng ở đâu mà tìm mãi chẳng ra nhỉ. Hừ, lão già kia chết rồi. Mình còn ở đây làm cái mẹ gì nữa? Không khéo thằng chó kia nó lại giết luôn cả mình để chiếm đoạt gia tài. Mụ liên đưa tay đập đập lên cái giường thì bỗng có chỗ vang lên tiếng cộp cộp. Con mụ nheo mắt. Ơ! Gì đấy? Mụ đưa tay kéo nhanh cái chiếu che sang một bên, rồi lại gõ cùng cộp xuống dưới mặt giường. Thì đúng ngay cái chỗ có tiếng cùng cộp như cái hộp gỗ rỗng ruột. Mụ nheo mắt rồi sờ sờ. Mở bật lên thì thấy cái nắp gỗ khoảng độ 50 phân. Mụ tròn mắt. À há! Bà già giấu ở đây, thảo nào từ trước đến giờ tìm mãi mà chẳng ra. Mù liên mở to mắt nhìn xuống dưới rồi mò mẫm, hai con mắt sáng rực, miệng cười lên khoái chí. Đây rồi, há há, đây rồi. Mù liên kéo lên cái dương nhỏ mà nặng vô cùng, đưa tay mở bật cái dương ra thì chố mắt vàng, vàng, há há há, là vàng. bốc một phát. Cái gậy gỗ từ tay cụ tứ từ đằng sau đập thẳng vào đầu mụ liên, khiến mụ ấy giật bắn mình hét lên. Quái! Cái gì đấy? Mày dám trộm vàng nhà tao à con chết bầm kia. giọng cụ tứ vang lên thì mụ liên cũng hốt hoảng quay lại. Mụ run lên bần bật, tái hết cả mặt rồi lên tiếng lắp bắp. Bà! Bà! Bà già! Bà già! Cụ tứ trừng mắt, run run cái gậy chỉ về phía mụ liên mày bỏ cái dương ấy xuống cho tao tiên sư nhà chúng mày suốt ngày rình mò lấy vàng của tao chúng mày đúng là cái đồ bất hiếu nói đoạn cụ tứ sấn tới toan đưa tay giật lấy cái hộp gỗ thì bất ngờ mụ liên vung tay hất mạnh đẩy bà cụ ngã bật ra đằng sau mụ lên tiếng bà già bà già rồi giấu vàng kỹ thế làm gì chết mang theo được à lúc này con mụ chộp lấy cái dương chất đầy vàng bạc bên trong toan chạy ra ngoài thì cụ tứ vung cái gậy chọc vào giữa hai chân, khiến mụ ấy vấp ngã sóng xoài ra đất, cái dương vàng đổ hết ra bên ngoài. Mụ liên lồm cồm bò nhanh tới, với tay nhặt lấy từng thỏi vàng cho vào lại trong dương. Cụ tứ lúc này cũng dùng hết sức bình sinh ngồi bật dậy, lao tới ôm lấy cái dương rồi nắm chặt tóc mụ liên mà ghi xuống đất. Mày trả vàng lại cho tao, không được lấy vàng của tao. Ôi bà già, bà thả tôi ra ngay sắp chết rồi còn muốn giành vàng của tôi à? Mụ liên vùng vẫy, với tay ra sau cầm lấy thỏi vàng đập bông bốp vào đầu bà cụ, khiến cho đầu bà toát ra một đường. Tuôn ra cả máu tươi, cụ tứ đau đớn vung tay giật lấy tóc mụ liên kéo mạnh ra sau, một tay thì lại và bông bốp vào mặt. Oái oái, bà già, bà muốn chết phải không? Oái, chát chát chát, mày trả vàng lại cho tao đây là vàng của chồng tao để lại chúng mày không được mang đi bốp mụ liên vung tay ra sau đập thẳng vào đầu bà cụ một phát khiến bà ngã sang một bên choáng váng mụ lồm cồm đứng dậy rồi vung cái chân to như cái cột nhà đạp mạnh vào người cụ tứ bốp bốp quỵt quỵt chết đi chết đi già rồi thì chết mẹ bà đi bà sống làm cái chó gì mà dai thế hả chết đi liên tiếp mấy cú đạp khiến bà cụ đau đớn gào lên không thành tiếng lúc này mụ liên lại lao tới vơ hết số vàng đang vương vãi dưới nền cụ tứ lần này dùng hết sức bình sinh mà ngồi bật dậy lao nhanh ra ngoài đầu tóc xõa dài xù hết cả lên con mụ liên vừa ra tới chỗ cái quan tài lão bảnh thì bốp choảng mụ liên ngã nhào xuống đưa tay ôm lấy đầu mình mà gào khóc lên đau đớn ây ra rồi ôi con mụ già bà muốn giết tôi phải không bà muốn giết tôi phải không cụ tứ vừa với tay cầm lấy cái bát mà ném thẳng vào đầu mụ liên khiến cái bát vỡ làm nhiều mảnh đầu mụ ấy thì toét mấy đường máu tươi chảy xuống ướt hết cả cổ cụ tứ lao tới chỗ cái dương vàng rồi quay sang vung gậy mà bổ mạnh vào đầu mụ liên thêm mấy cái oái 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 chết này tao đập chết mày thứ mất dạy thứ bất hiếu chết này chết này cụ tứ đập cho đến khi mỏi tay thì dừng lại con mụ kia cứ nằm dưới nền mà ôm chặt đầu gào khóc dữ dội cụ tứ quay sang ngồi xuống đưa tay ôm lấy cái dương vàng mở nắp tính lại xem có còn đủ hay không lúc này bốp bàn chân mụ liên từ đằng sau đưa lên cao rồi đạp thẳng vào đầu cụ tứ khiến cụ choáng váng ngã nhào ra nền mụ liên đứng sừng sững phía sau đầu tóc xõa ra dối lên như tơ vò máu tươi đã chảy xuống ướt hết cả mặt con mụ trừng ánh mắt giận dữ tay cầm lấy cái mảnh bát vỡ rồi gằn giọng mụ già mụ sống ác với tôi thì cũng đừng có trách tôi nặng tay dứt lời mụ liên vung tay đâm mạnh cái mảnh bát vỡ kia lên lưng cụ tứ á à, cái mảnh bát vỡ đâm phập vào dính trên lưng cụ tứ con mụ liên vung tay nắm chặt lấy tóc cụ giật mạnh ra sau vung tay tát bôn bốp vào mặt cụ láo này láo này. Chát chát chát. Liên tiếp là những cú tát mạnh khiến bà cụ choáng váng. Hai mắt nổ đom đóm. Miệng bật ra cả máu tươi. Mụ liên lại chỉ chiết cái giọng. Con mụ già. Mày muốn giết tao phải không? Phải không? Mụ liên vừa nói vừa giật giật cái đầu bà cụ. Lại vung tay đập mạnh đầu bà xuống đất đánh bốc một tiếng rõ to đến bật cả máu đầu. Sau đó thì đứng bật dậy, đi nhanh tới với tay chộp lấy cái dương vàng rồi ôm vào người. Mẹ kiếp bà già, tôi tìm cái thứ này lâu lắm rồi đấy nhá. Ừ, bà già rồi thì nên đi chết quách đi cho rảnh nợ, giữ khư khư đống vàng này vào người làm gì. Nói đoạn mụ liên quay người ôm lấy dương vàng rồi đi nhanh ra ngoài thì lại va vào cái quan tài của lão bảnh, khiến cho cái đèn dầu đang đặt bên trên rơi thẳng xuống đất. Choảng, dầu bên trong đổ hết ra ngoài rồi bén lửa cháy phượt lên, mụ liên chố mắt hốt hoảng. Ôi rồi ôi, rồi ôi, cháy, 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 cháy rồi, cháy rồi. Ngọn lửa lớn bốc lên cháy xém vào cái quan tài, rồi bất ngờ cái quan tài cũng bén lửa mà cháy lên. Mụ liên bước lùi ra bên ngoài. Hai mắt ngỡ ngàng nhìn vào trong cái quan tài đang bốc lên ngọn lửa lớn chạm tới nóc nhà. Bà cụ tứ thấy cái quan tài đang bốc cháy dữ dội thì bỏ tới thiều thảo không thành hơi con 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 tôi con tôi con tôi ngọn lửa ngày một lớn cứ thế mà áp lên cao rồi cháy sang những thứ xung quanh chẳng mấy chốc bên trong căn nhà đã phừng phực lên lửa lớn nuốt trọn cái quan tài cùng với bà cụ tứ bên trong mụ liên hốt hoảng toan muốn hét lên thì khựng lại sau đó nhìn xuống cái dương vàng đang cầm trên tay con mụ nuốt nước bọt ực một cái rồi quay người lao nhanh ra ngoài cổng mặc kệ cho căn nhà và bà cụ tứ đang bị ngọn lửa lớn nuốt trọn vào bên trong. Mụ liên chạy chưa được bao xa thì, bốp, một khúc gỗ lớn từ đâu đập thẳng vào đầu, khiến mụ liên ngã bật ra đất, ôm đầu đau đớn gào thét, cái bóng đen từ đâu lù lù xuất hiện. Trên tay đang lăm lăm khúc gỗ, bóng đen kia đi tới, thấy cái dương vàng thì nhếch mép cười nham hiểm, sau lại quay về nhìn thẳng tới chỗ mụ liên rồi từng bước đi tới. Lúc này máu tươi lại đổ ra nhiều hơn, ướt hết cả mặt và vai. Mụ vừa gào thét vừa đưa mắt nhìn chằm chằm về cái bóng trước mắt thì hốt hoảng, miệng há hốc lắp bắp. Mày, mày, mày. Bốp bốp bốp, cái bóng lao tới vung khúc gỗ đập mạnh vào đầu Mụ Liên, khiến cái đầu vỡ toạc ra, máu tươi bắn tung tóe. Cái bóng lại trợn mắt rồi đập mạnh xuống. Óc não và máu thịt nhơn nhớt cứ thế bắn hết ra ngoài cái thân mập của mụ liên giật lên mất cái sau đó thì liệm dần đi. Nhưng cái bóng kia vẫn còn đập mạnh, như đang thỏa mãn cơn hận trong lòng hắn từ rất lâu. Sau một hồi đập hả hê, cái đầu mụ liên nát bét sọ, não vương vãi khắp nơi trên đất, thì hắn mới dừng lại, nhổ một bãi nước bọt vào cái xác. Rồi với tay mở nắp cái dương vàng, hắn nhếch mép khinh bỉ, ném lại cho cái xác ba thỏi vàng, rồi quay người mà bỏ đi mất hút cùng với cái dương vàng trên tay cũng trong cái đêm ấy lão bá hồng đang chìm vào trong giấc ngủ say thì nghe thấy cái tiếng bước chân đi qua đi lại trong phòng mình lão xoay người rồi nằm nghiêng sang một bên tay kia với sang ôm lấy mụ vợ chợt cảm giác tay lạ lẫm khiến lão khựng lại đưa tay sờ sờ thì nhận ra mình đang ôm phải cái thứ gì đó cưng cứng lão hồng chèm chẹp cái miệng rồi từ từ mở mắt thì đập vào mắt là một khuôn mặt trắng bệch hai con ngươi nổi đầy gân máu đỏ chót khóe miệng lộ ra hai cái nanh dài. Nhìn xuống thì thấy trên thân đang mặc một bộ giáp phục đã cũ nát. Lão Hồng vừa trông thấy thì trợn tròn mắt kinh hãi, há hốc mồm ú ớ không nói nên lời. Lúc này một bàn tay khô quắp từ đâu bóp chặt vào cổ lão rồi siết mạnh, giọng nói văng vẳng bên tai. Tại sao lại mang chúng tao về đây? Tại sao lại mang chúng tao về đây? Khuôn mặt kia hiện rõ sự giận dữ, nghe ra hàm răng dính đầy máu tươi, cái mùi máu tanh nồng sọc vào trong mũi, khiến lão hồng vô cùng khó chịu. Lão vùng vẫy liên tục, hai mắt trợn ngược lên ngộp thở. Ớ ớ, cứu, 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 ớ. Lão vùng vẫy khiến cho mụ thanh vợ lão nằm kề bên giật mình thức giấc. Thấy lão chồng mình hai tay tự bóp chặt lấy cổ, hai chân thì đạp mạnh về phía trước. Mụ thanh hốt hoảng gào thét. Ôi rồi ôi, ông Hồng ơi, Ông Hồng ơi! Ông làm sao đấy? Làm sao đấy? Mụ thanh đưa tay chụp lấy tay lão Hồng giật mạnh ra. Hai chân lão vẫn đạp liên tiếp về phía trước. Mụ thanh lao sang lấy cái thân béo của mình đè lên người lão Hồng mà ghi xuống. Giật lấy hai cái tay của lão ra khỏi cổ. Mụ thanh vung tay tát mạnh. Dậy! Dậy! Dậy nhanh! Dậy nhanh! Cái tay con mụ to như cái quạt nan, cứ thế và bôm bốp vào mặt cho đến khi lão hồng mở mắt bừng tỉnh rồi hét lớn cứu 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 với cứu với Ôi rồi ôi sao đấy sao đấy tôi đây tôi đây ông làm sao ấy lão hồng ngồi đưa mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào mặt mụ thanh mà nuốt nước bọt mấy lần run run cái giọng có quỷ có quỷ có quỷ rồi ôi có quỷ bà ôi, có quỷ đấy. Mụ thanh ngó nghiêng rồi hớt hải. Ma đâu, ma đâu, quỷ đâu, hở quỷ đâu. Thế ông mơ thấy gì mà gào lên kinh thế hở. Lão Hồng ngồi bật dậy, thì cảm giác nặng nặng đè bên trên người. Lão lên tiếng. Ôi rồi ôi, con mụ này, leo xuống phát xem nào. Mụ thanh nghe vậy thì vội leo xuống, sau lại lên tiếng hỏi tiếp thế lão mơ thấy gì hở đêm hôm đang ngủ lại gào lên như điên như dại ấy hở lão hồng với tay rồi mang ra hai tấm thẻ bằng ngọc bích đoạn run run cái này cái này mụ thanh lại với tay chộp lấy hai tấm ngọc bích hai mắt con mụ ấy sáng rực lên mà nhìn chằm chằm vào trên tấm thẻ rồi ôi gì đấy ngọc ở đâu đấy thứ này đắt lắm phải không lão lấy ở đâu ấy thế lại giấu dưới gối không cho tôi biết à hay lại tính tặng cho con nào khác phải không lão hồng nuốt nước bọt rồi lên tiếng gằn giọng mụ có im ngay cho tôi nói không hở tặng tặng cái rể cái thứ này là tôi lấy từ nhà thằng bảnh về đấy mà vừa rồi tôi lại thấy có người nằm bên cạnh tôi lại còn đưa tay bóc cổ tôi rồi gào lên cái gì mà sao lại mang tôi về đây sao lại mang tôi về đây có lẽ nào có lẽ nào có lẽ nào là bên trong ấy trong ấy mụ thanh hai con mắt cứ dán chặt vào trong hai tấm thẻ ngọc bích kia dường như có sức hút mãnh liệt khiến con mụ ấy không thể rời mắt đi chỗ khác lão hồng thấy vậy thì gọi thêm mấy tiếng vẫn không thấy con mụ vợ trả lời lão liền vung tay đánh bốp vào người mụ thanh một cái khiến con mụ giật mình quay sang lên tiếng gằn giọng quỷ là quỷ thế nào đẹp thế này mà quỷ thế nào lão lại đặt chuyện để mang đi tặng con ả à nào khác phải không? tôi tịch thu luôn nhá, lão đừng hòng mà đặt chuyện. hai cái này cũng phải đến cả ngàn lượng chứ chẳng đùa. nói đoạn con mụ thanh nhét hai tấm thẻ kia xuống bên dưới gối nằm của mình, sau lại đặt lưng xuống mà nhắm mắt, chẳng mấy chốc mà ngáy lên từng tiếng. lão hồng thấy vậy thì chật lưỡi rồi đứng bật dậy, đi tới với lấy cái ấm trà uống ực một hơi, lấy lại bình tĩnh, đưa cái điếu cày rít một hơi dài miệng thở ra nhúng khói trắng trước mặt. Trong cái làn khói trắng mờ ảo ấy lại xuất hiện mấy cái bóng lờn vờn. Gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cho lão hồng lạnh toát cả sống lưng. Chợt đưa tay phẩy phẩy cái làn khói trắng. Lão nheo mắt rồi lên tiếng lầm bẩm Gì đây? Thằng nào đấy? Thằng nào lẩn vẩn đấy nhỉ? Lão hồng cầm lấy cái điếu cày rồi đi nhanh ra ngoài cửa ngó nghiêng. Thì hốt hoảng nhìn thấy cái đám người mặc đồ trắng đầu cuối gục lướt nhanh qua bên mặt khiến lão trợn mắt kinh hãi. Lão đi nhanh vào trong rồi đóng chặt cửa. Lao nhanh lên giường mà ôm lấy mụ thanh run lên cầm cập. Lão lại hé mắt quay sang nhìn ra cửa thì chết điếng. Khi thấy có mấy khuôn mặt trắng dã đang nhìn vào trong, lão hồng run lên cầm cập. Quay người dí sát mặt vào người mụ thanh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng biết ngủ được bao lâu, nhưng lão hồng lại mơ thấy có hai bóng người thân mặc giáp phục, đầu đội nón bên hông vắt kiếm đứng bên giường lên tiếng gọi phàm nhân phàm nhân lão hồng bị cái tiếng gọi lanh lành kia làm cho giật mình thức giấc lão ngồi bật dậy ngó nghiêng thì chết điếng hốt hoảng hai chân ngã quỵ xuống dưới đất trước mặt là hai cái người đang mặc giáp phục một người vẻ mặt vô cùng hung ác ánh mắt trừng trừng nhìn về phía lão hồng hàm răng lẩm chẩm dính đầy máu tươi nhe ra để lộ hai hanh dài lão hồng nhận ra người này chính là người vừa rồi đã bóc cổ mình. người còn lại thì vẻ mặt cũng chẳng kém là mấy, nhưng có lại có nét hiền hơn người kia. cả hai toàn thân tỏa ra sát khí vô cùng lớn, mùi máu tanh theo gió mà phảng phất khắp căn phòng. ơ, các người, các người, các người, phàm nhân, bọn ta là hai quỷ hộ pháp trong đền thờ từ đường nhà họ Trịnh bọn ta đã tu tập ở đấy gần cả ngàn năm để giảm bớt oán nghiệp và sát khí năm xưa. Nay ngươi lại mang bọn ta về đây. Ừ, sát khí và bạo tính khát máu của chúng ta còn chưa được hóa giải đi hết. Nếu ngươi không mang bọn ta về lại nhà thờ, rồi thỉnh chủ tướng của bọn ta về để chấn áp. Bọn ta sắp lại khát máu đến nơi rồi, mà không chỉ bọn ta, còn có hàng trăm bóng quỷ khác cũng từ lớp phong ấn nhà thờ kia mà thoát ra. Hừ, e rằng nếu không mang bọn ta cùng với đám quỷ binh kia về, thì e rằng làng này sẽ xảy ra đại họa. Nói đoạn hai bóng quỷ kia mờ nhạt dần rồi lập tức biến mất. Lão Hồng ngồi bật dậy hớt hải, mồ hôi đổ ra ướt hết áo. Lão thở lên hồng học, chống ngực đập như muốn nhảy ra bên ngoài. Lúc này lão đang vô cùng khiếp sợ. Lão thò tay xuống dưới gối mụ thanh, giật mạnh hai tấm thẻ ngọc kia chạy nhanh ra cái bếp đằng sau rồi lão ném luôn hai cái thứ kia vào trong lửa lớn ngọn lửa áp tới bao trùm lấy hai tấm thẻ bên tai lão hồng lại vang vọng cái tiếng kêu gào thảm thiết rồi còn có cái tiếng cười man dợ khanh khách vang lên lão hồng sau khi ném tấm thẻ ngọc kia vào trong lửa thì hớt hải đi ra ngoài thấy trời cũng đã sáng lão đi rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo sau một đêm đầy ám ảnh với hai giấc mơ kỳ lạ lúc này từ trong buồng mụ thanh lập tức lao nhanh ra vẻ mặt hàn học vô cùng hung dữ, gào lên. Nó đâu rồi? Nó đâu? Lão Hồng, lão mang cái thứ kia đi đâu rồi? Hở, lão mang cái thứ kia đi đâu? Lão Hồng quắc mắt thì thấy con mụ vợ như bị điên dại. Hai mắt mở lên trừng trừng, nghiến răng trèo trẹo Hai tay siết chặt vào nhau. Lão lên tiếng. Này, gì đấy? Hở, con mụ kia. Mày làm gì mà gào lên thế hở? mụ thanh quay lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía lão hồng rồi lên tiếng lão mang cái thứ kia đi tặng cho con nào rồi phải không lão dám gian díu với con nào bên ngoài rồi lúc này lão hồng gằn giọng mụ ngậm mẹ cái mồm lại nhá tôi tặng con nào hở tặng con nào tiên sư nhà mụ cái thứ ấy là ma có quỷ ở trong đấy tôi mang đi thiêu nó rồi nhá mụ còn dám đạt điều vu khống thì no đòn với tôi đấy á mù thanh chừng mắt như ăn tươi nuốt sống lão hồng sau lại hẳn học quay người đi nhanh vào trong rồi đóng sầm cửa buồng lại lão hồng hừ lạnh rồi lại quay người đi ra ngoài toan muốn đến chỗ mảnh đất nhà thờ từ đường của lão bảnh hôm qua để xem cái đám gia đình nó làm đến đâu vừa đi lão vừa lẩm bẩm ma à quỷ à ừ ông mày đốt mẹ chúng mày đi nhá lão hồng đi được một đoạn thì thấy phía ngoài gốc cây gạo nằm trên đường mòn có đám người đang tụ tập đông nghịt, bọn họ nháo nhào lên, chỉ chỉ trỏ trỏ vào trong rồi to nhỏ nói gì đó. Lão Hồng cũng tò mò đi nhanh tới, đưa mắt nhìn vào trong nhưng đám người đã đứng che kín hết, khiến lão không tài nào thấy được. Lão vung cái gậy đầu rắn vụt nhẹ vào chân những người đang đứng trước mặt. Này này này, chúng mày xem gì đấy? Hở? Xem gì đấy? Tránh tao xem nào. Tránh ra! mấy người đằng trước nghe thấy tiếng lão hồng thì vội đứng nép sang hai bên lão cứ thế mà bước vào nhưng chưa được mấy bước thì lão ấy khựng lại quay người ra sau nôn thốc nôn tháo mẹ kiếp cái chó gì thế kia hả chợt giọng nói xung quanh vang lên ôi rồi ôi là xác chết xác chết chứ còn gì nữa lão bá không thấy à là xác chết đấy lão hồng quay lại nhìn rồi lại ôm bụng mà nôn thốc bởi cái thứ trước mặt chính là cái xác con mụ liên đang nằm vật ra đất cái đầu bị đập bẹp dí óc át máu thịt văng khắp nơi trộn lẫn với đất đang bị kiến đỏ nó bâu vào cắn xé ăn từng mảng lão hồng gằn giọng con mụ nào chết mà kinh thế hở con mụ nào đấy lúc này có giọng nói vang lên khiến đám người giật mình có chuyện gì thế hở các ông các bà giọng nói kia là của ông kha trưởng làng phú thịnh này Người đàn ông chạc độ gần 50 tuổi bước tới, đưa mắt nhìn về phía cái xác thì giật bắn mình, đoạn lên tiếng. "Ôi gì đấy? Sao sao? Sao? Sao lại thế này? Người chết kia là ai? Là ai thế hở? Sao lại chết kinh như thế? Ơ, ờ, còn cái gì kia?" Ông Kha ngồi xuống, run run tay, cầm lấy mấy thỏi vàng nhìn tới nhìn lui, sau lại run run giọng. trịnh Trịnh, Trịnh gia, Trịnh gia, vàng này của Trịnh gia. Ôi ôi, chị, chị, chị Liên, chị Liên à, sao sao, sao lại thế này, sao lại thế này cơ chứ? Thằng Đông từ đâu lao vào, trông thấy cái xác con mụ Liên thì hoảng hốt tái hết cả mặt, hai chân nó run lên bần bật như muốn ngã quỵ xuống. Đám người xung quanh nghe thấy thì liền ồ lên, hóa ra cái xác kia là của con mụ Liên con dâu của bà cụ tứ nhà họ trịnh ở cuối làng. Đoạn ông Kha lên tiếng. Thế là con mụ liên à? Rời ơi! Sao lại thế này? Chẳng phải hôm qua lão chồng mụ ấy vừa chết à? Còn chưa hết hoang mang thì lại có người hớt hải chạy đến mà nói lớn. Bác Kha ơi! Bác qua mà xem! Nhà bà cụ tứ cháy rồi! Cháy ra cho rồi bác Kha ơi! Dân làng nghe vậy thì cũng giật mình hốt hoảng. Cháy! cháy cháy ở đâu cháy ở đâu người thanh niên có khuôn mặt lấm lem hớt hải chỉ tay về phía cuối làng nhà bà cụ tứ cháy rồi cháy thành cho luôn rồi chả còn gì cả đồng nghe vậy thì hốt hoảng gào lên thật không thật không rồi ôi mẹ ơi mẹ ơi là mẹ hu 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 mẹ ơi đồng lao người chạy một mạch về phía cuối làng lúc này những người khác cũng lập tức mà chạy theo sau muốn xem là có cái chuyện gì đang xảy ra lão bá hồng cũng định chạy đi thì chợt khựng lại quay mắt nhìn sang mấy thỏi vàng trên đất lão muốn cũng lấy làm của riêng nhưng chợt có cơn gió thổi nhẹ vào gáy khiến lão dùng mình nổi cả da gà lão nhớ về cái giấc mơ quỷ quái đêm qua thì nuốt nước bọt ực một cái sau đó chạy nhanh về hướng nhà cụ tứ lúc này chỉ còn mỗi ông kha trưởng làng cùng với vài người thanh niên ở lại ông kha chật lưỡi rồi lên tiếng thôi 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 chúng mày thằng nào khiêng cái xác này về đặt ở trước đình cho tao nhá còn số vàng này ừ đợi tao tìm đồ mà gói lại rồi giao cho quan không chừng đây là một vụ cướp cũng nên nói rồi ông kha ngồi xuống với tay run run nhặt lấy mấy thỏi vàng bỏ vào trong một tấm vải nhỏ bọc kỹ lại rồi cất vào trong người mà đi một mạch về hướng nhà cụ tứ Lúc này mọi người đang đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào trong cái đống cho tàn còn sót lại. Trước khoảng sân rộng có hai cái xác người cháy đen, khô quắp lại như hai khúc củi. Đồng vừa chạy đến thì ngã quỵ xuống đất, ánh mắt hắn thất thần ứa lệ, méo máu gào khóc. "Mẹ ơi, mẹ ơi, sao lại thế này hả mẹ ơi? Hu hu hu. Mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này?" Hắn đưa mắt nhìn thì nhận ra ngay hai cái xác kia một cái là cụ tứ một cái của lão bảnh chứ không còn ai khác bởi cái xác mụ liên thì nằm vật ở góc cây gạo vừa rồi chỉ sau một đêm kẻ chết người cháy đen căn nhà bây giờ cũng chỉ còn là đống cho tàn lão bá hồng vừa tới thì chố mắt kinh hãi đưa mắt nhìn một loạt rồi lại run run nuốt nước bọt lão nhìn về hướng hai cái xác khô quắp kia mà dùng mình lúc này hai mắt lão đánh qua đánh lại nhếch mép rồi à lên một tiếng như nghĩ ra điều gì đó thì lại quay người chạy thục mạng về nhà. Mà lúc này tại nhà lão hồng, mụ thanh đang đưa tay mà bới móc cái thứ gì đó bên trong lò lửa, hai mắt mở lên trừng trừng. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Mụ thanh bới một lúc, thì bên dưới lớp cho bụi lại lộ ra hai tấm thẻ ngọc bích lớn. Nhưng lần này hai tấm ngọc bích kia chẳng còn màu trắng như trước, mà lại là một màu đỏ như máu. Mụ thanh đưa tay cầm lấy hai tấm thẻ ngọc rồi cười lên man dại. Ha ha ha, ha 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 ha, đây rồi, nó đây rồi, há há. Con mụ ấy đưa hai tấm ngọc kia lên mũi mà hít lấy hít để. Cái mùi hương ngào ngạt của máu sộc vào mũi khiến con mụ ấy thỏa mãn, khoái chí tột độ. Lúc này mụ cầm lấy hai tấm thẻ kia mà giấu vào người, đứng bật dậy rồi đi nhanh vào buồng, giấu nó dưới hai lớp gối đầu giường sau đó thì hí hửng đi ra ngoài mụ con lẩm bẩm hí 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 lần này giàu to giàu to lão hồng nhá bà mà bán được hai tấm thẻ kia cả nghìn lượng thì đừng mong bà chia cho một tấc hí 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 lão hồng chạy về đến nhà thì lao nhanh vào trong buồng đưa tay kéo cái hộc tủ gỗ tìm kiếm thứ gì đấy đâu rồi đâu rồi há há nó đâu tìm tới tìm lui một lúc thì lão hồng lấy ra cái tờ giấy nợ lần trước lấy cây bút mà sửa lại vài nét mực lão lại nở một nụ cười danh mãnh ha 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 là của tao là của tao tất há 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 là của tao hà hà lão cười lên ha hà, hà rồi như điên như dại mà đi nhanh ra ngoài vẫy tay gọi mấy thằng gia đình đang bổ củi ngoài sân chúng mày Chúng mày đâu? Theo tao. Nhanh lên. Theo tao. Đám gia đình nghe Lão Hồng gọi thì cũng bỏ dở cái việc đang làm. Chạy nhanh đến. Lão Hồng lại chỉ tay vào từng đứa rồi ra lệnh giao việc cho mỗi thằng. Sau lại xua xua tay đuổi chúng nó đi mất. Lão ấy lại cười lên khoái chí, Rồi lại lao nhanh đến chỗ nhà cụ tứ. Lúc này thằng đồng đang khuỵu chân xuống đất mà gào khóc thảm thiết. Trước cái chết của bà cụ tứ. Đám người xung quanh Ai nấy cũng bị tiếng gào khóc của hắn làm cho mùi lòng. Chợt lúc này, có tiếng nói lớn khiến đám người giật mình quay lại. Chúng mày cút ra chỗ khác, cho quan lớn vào xem nào. Giọng nói kia là của ông Kha trưởng làng, đi cùng ông còn có một người đàn ông khác tướng to như cái lu nước, tay chống cái gậy, đầu đội khăn đóng, thân mặc áo dài màu đỏ đi đến, cùng hai người lính hầu. Người đàn ông to béo kia không ai khác mà chính là quan phủ hoàng lão quan tham có tiếng ở nơi này quan lớn bước từng bước di chuyển cái thân béo của lão vào bên trong đưa mắt nhìn vào đám hoang tàn nhìn vào hai cái xác rồi nhăn mặt đoạn lên tiếng người chết trong kia là ai ông kha liền đáp dạ căn nhà kia là của quan trịnh văn kiên ngày xưa hai cái xác kia là của vợ và con ông ấy là bà cụ tứ cùng với thằng bảnh lão hoàng lại liếc mắt gật gù thế cái xác nằm ở gốc cây là con dâu của nhà này, phải không? Dạ dạ. Ừm, thế thì rõ rành rành rồi. Theo tao, những gì tao được học ở sách khổng tử, qua những kỳ thi hương đình xã, rồi đến thời gian nhận chức quan phụ mẫu nơi này, thì chuyện này chắc chắn là con dâu nhà này, trộm vàng rồi bị bà cụ phát hiện. Nên đốt nhà thiêu chết bà cụ cùng với cái xác của chồng. Muốn cao chạy xa bay thì lại bị cướp nó giết chết trên đường chạy. Hừm, tao nói thế có đúng không? Mọi người nghe xong, ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn nhìn rồi thầm nghĩ. Mẹ kiếp, nghĩ thế thì ai nghĩ chả được. Có cái chó gì đâu mà phải dài dòng rằng thi này thi kia. Thấy không ai lên tiếng thì ông Kha mới nói. Thế bây giờ có cần bắt cướp không hả quan? Lão Hoàng lắc đầu. Bắt làm chó gì, thằng nào đấy chắc là đang thay trời hành đạo. Nhá, thử hỏi con mụ kia nó làm dâu, nhưng lại làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa ấy. Ừ, chết là đáng. Nhá thế bây giờ nhà này còn ai không? Không thì mảnh đất này vô chủ. Xung vào đất làng. Nhá. Chợt lúc này, thằng đồng lại lên tiếng. Ây, Ây, còn còn, còn con, còn con. Lão quan nhìn sang thì lên tiếng mày là thằng nào ông kha chen vào ấy nó là thằng con nuôi của cụ tứ con nuôi à ừ con nuôi thì có cái quyền chó gì hở đất này từ bây giờ vô chủ xung nó vào trong đất làng bỗng lúc này lão bá hồng đi tới rồi lên tiếng ấy chết sao quan lại nói thế đất này sao lại vô chủ mời quan xem qua tờ giấy bán đất này hề hề đây ạ à, đây là nội dung cùng với dấu điểm tay của thằng bảnh con trai nhà này mọi người nghe vậy thì đổ dồn hết ánh mắt về phía lão bá hồng cùng với tờ giấy kia nhưng vốn dĩ dân ở đây làm gì có ai biết cái chữ kia nó đọc ra làm sao lão quan cùng với ông kha đọc qua thì gật gù chợt lúc này lão hồng lại len lén rúi vào trong túi quần của quan mấy nén vàng lão quan cảm nhận được túi mình có thứ gì đó nặng nặng thì quay sang nhìn lão bá hồng mà cười cười lên tiếng thế bây giờ cái mảnh đất này là của bá hộ hồng đây tờ giấy này là thằng bảnh con bà tứ nó đã gán nợ hai mảnh đất này cho bá hộ hồng nhá giấy trắng mực đen còn có cả dấu lăn tay mọi chuyện rõ ràng nhá được rồi hết việc rồi chúng mày làm gì thì làm tao về đây mẹ kiếp nắng như chó thằng đồng nghe vậy thì chố mắt kinh ngạc hắn lắp bắp ơ bá bá hộ bá hộ hồng lão 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 mà lúc này lão hồng cũng chẳng thèm đến ý đến hắn chỉ quay người cười cười rồi tiễn quan về ông kha cũng lên tiếng ấy quan lớn đã nói thế thì mọi chuyện cứ như thế nhá tôi thì tôi thấy nó có gì đó không đúng nhưng quan đã phán thì tôi không dám cãi thầy thôi nhá. Bọn thanh niên chúng mày, mang hai cái xác kia ra bãi tha ma chôn hộ cho làng. Rồi, thế thôi, tất cả giải tán, hết việc. Cái chuyện ấy cũng chỉ được xử qua loa cho xong chuyện. Lão Hồng Gian Manh đã kịp sửa nội dung tờ giấy nợ mà Lão Bảnh đã điền giấu tay. Từ thế chấp mảnh đất thờ sang bán luôn cho Lão Hồng hai mảnh đất, với giá một lượng vàng. Vậy là bây giờ, chỉ mất một lượng vàng mà Lão đã có được hai mảnh đất rộng lớn hai cái xác cháy đen cũng được vùi xuống đất chiều ngày hôm ấy đám gia đình nhà lão hồng đã đóng cọc lớn rồi trăng dây rào hết hai mảnh đất lại thành một lão hồng đứng nhìn cái khoảng đất rộng chem chép cái miệng đắc ý lão lên tiếng nói với đám gia đình được rồi dọn hết chỗ ấy thì về thôi sáng mai sẽ bắt đầu khởi công dựng nhà cho tao hề hề nói đoạn lão quay người bỏ đi trước đám gia đình còn đang lom khom dọn dẹp mọi thứ trên đất cho gọn gàng ngăn nắp rồi mới về sau lão hồng đang đi thì thằng đồng từ đâu xuất hiện hắn chỉ tay vào mặt lão hồng mà trừng mắt mẹ kiếp lão già mày lừa tao à lão hồng khựng lại nheo con mắt rồi nhếch mép tao lừa mày cái chó gì hả thằng kia đồng gằn giọng tờ giấy kia rốt cuộc là sao chẳng phải lúc đầu là tao chỉ dụ lão bảnh thế chấp cái mảnh đất thờ ấy một lượng vàng thôi sao hé 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 thì đúng là như thế thế chấp mảnh đất kia để hại thằng bảnh là việc của mày còn tao làm sao để biến một mảnh đất thành hai mảnh là việc của tao há 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 à thế chẳng phải quá tốt rồi sao tao giúp mày trả thù nhanh hơn đấy còn gì nữa há há mẹ kiếp ông lão hồng vung cái gậy lên rồi trừng mắt tao có giấy trắng mực đen đàng hoàng nhá mày làm cái chó gì được tao hở chẳng phải mày muốn như thế để trả thù thằng bảnh suốt ngày chửi rủa mày hay sao mày đừng tưởng tao không biết thằng bảnh nó thua bài liên tục là vì mày đã thông đồng với những thằng khác dốc tâm hại nó à hay lại thèm cái mảnh đất ấy há há mẹ mày mày cũng thâm lắm con ạ à nhưng mà không bằng tao đâu há há nói đoạn lão hồng lại thong dong bước đi đồng đưa ánh mắt nhìn theo căm phẫn tột độ mẹ kiếp lão già uổng công tao ngày đêm chăm lo cho bà già công tao bày mưu tính kế hại lão bảnh bây giờ mày lại nhảy vào nuốt trọn đêm hôm ấy tại nhà lão bá hồng đám người ăn kẻ ở cũng đã ngủ yên bên trong cái kho củi lớn đằng sau hè trong màn đêm tối mịt Trước sân nhà có đến hàng chục cái bóng quỷ đang lẩn vẩn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bên trong căn phòng lão hồng đang nằm thì con mụ thanh đang ngồi xổm trên cái ghế gỗ. Đưa ánh mắt nhìn chừng chừng nhìn về phía bên ngoài. Lấy hai tấm ngọc kia đặt ngay ngắn lên trên bàn. Bất chợt con mụ như có ai đó xui khiến liền vung cái dao nhỏ lên. Cắt mạnh vào giữa lòng bàn tay. Máu tươi từ đó chảy ra. Mụ thanh nhỏ dòng máu nóng ấy lên hai tấm thẻ ngọc máu tươi nhỏ vào bao nhiêu thì lập tức thấm hết vào trong bấy nhiêu. Thẻ ngọc kia dần chuyển sang một màu đỏ vô cùng đẹp, càng khiến con mụ ấy thích thú mà nhỏ máu vào nhiều hơn. Chẳng biết con mụ đi hỏi dò ở đâu thì có người cho rằng hai tấm thẻ ngọc kia sẽ càng có giá trị hơn nếu chúng là huyết ngọc. Mụ Thanh có hỏi thì được đáp rằng, nếu khi nhỏ máu vào mà hai tấm ngọc kia hút lấy máu rồi lập tức chuyển sang màu đỏ thì nó chính là huyết ngọc phải cho nó ăn máu bảy đêm liền thì cái màu đỏ kia sẽ không mất đi lúc ấy huyết ngọc có thể đổi cho mụ hàng trăm vạn lượng chứ chẳng ít con mụ thấy hai tấm thẻ của mình chuyển sang một màu đỏ máu thì cười lên khoái chí mụ quay sang nhìn lão bá hồng đang ngủ say thì lại mang hai tấm thẻ kia giấu dưới gối lúc này trong căn phòng nhỏ hai cái bóng quỷ lần trước lại xuất hiện toàn thân rực lên một màu đỏ như máu sát khí dâng lên ngập căn phòng nhưng chúng không phải là một thiện một ác mà lần này cả hai đều mang vẻ mặt vô cùng hung tợn hàm răng lẩm chẩm dính đầy máu tươi nhe ra nhìn về phía lão hồng và mụ thanh hai bóng quỷ đi tới đưa tay chụp lấy cổ cả hai vợ chồng lão hồng rồi nhe răng trợn mắt mau mang bọn ta trả về với chủ nhân nhanh lên bọn ta sắp chịu không nỗi nữa rồi à nhanh lên lão hồng đang ngủ bị bóp chặt cổ thì ngạt thở lão liền mở trợn hai mắt lúc này hai con mắt quỷ hung tợn kia đang áp sát vào tròng mắt khiến lão hồng biếng người kêu lên ú ớ bên tai con văng vẳng cái tiếng nói man dợ tại sao lại cho bọn ta uống máu tại sao hả bọn ta sắp chịu không nổi cơn khát nữa rồi máu 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 đâu hả ớ ờ? ớ ờ? quỷ quỷ lão hồng giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy thở lên hồng hộc cả người lão mồ hôi đổ ra như tắm chưa kịp định hình thì lại nghe cái tiếng ai đó đang đập mạnh xuống giường rầm 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 lão hồng vừa quay lại thì chết điếng khi trông thấy toàn thân mụ thanh bị nhấc bổng lên cao hai chân mụ đang giãy giụa đạp liên tục về phía trước hai tay thì lại hua lung tung đập mạnh xuống giường rầm rầm hai mắt con mụ trợn ngược lên miệng ú ớ không thành tiếng Lão Hồng lúc này như chết điếng nhưng chẳng biết làm gì. Tay chân lạnh toát không tài nào cử động được. Chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía mụ vợ đang lơ lửng giữa không trung. Cái đầu mụ bỗng nghiêng 90 độ. Mở tròn đôi mắt nhìn về phía lão hồng nhoẻn miệng cười lên man dợ. Há há há. Máu. Máu đâu? Mang máu đến đây. Lão hồng lúc này bị dọa cho ngã lăn xuống dưới giường. Miệng há hốc run run. Bà bà. Bà bà mụ thanh yến răng ken két mà nhìn về phía lão hồng như muốn ăn tươi nuốt sống lão ấy lão lại lập tức bò nhanh ra ngoài cửa rồi mở bật cánh cửa mà phóng ra ngoài miệng lại gào lên quỷ có quỷ chúng mày đâu có quỷ có quỷ chúng mày đâu rồi lúc này đám gia đình đang ngủ say dưới kho thì nghe cái tiếng lão hồng gào thét chúng lập tức tỉnh giấc rồi lao nhanh ra ngoài thấy lão hồng đang ngồi bệt giữa sân mà chỉ tay vào trong nhà gào lên từng tiếng thất thanh đám gia đình chạy đến hỏi dồn ơ thế ông ơi có 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 chuyện gì thế hả lão hồng nuốt nước bọt rồi lên tiếng chúng mày chúng mày vào trong bắt con quỷ kia cho tao nó đòi hút máu tao nghe vậy thì đám gia đình ngơ ngác nhìn nhau đứng gãi gãi đầu hỏi lại quỷ quỷ nào cơ lão hồng gần giọng ôi rồi ôi mẹ kiếp tiên sư cái lũ chúng mày con quỷ nó nhập vào người mụ vợ tao kia kìa mau vào bắt nó nhanh lên rồi ôi nhưng lúc này có tiếng nói vọng ra từ bên trong căn phòng ơ thế có chuyện gì mà ban đêm ban hôm lại ồn ào thế hả từ bên trong căn phòng mụ thanh ngáp dài một tiếng rồi bước ra ngoài đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn đám người đang nhìn chằm chằm vào mình đoạn lại lên tiếng. Gì đấy? Có chuyện gì? Sao lại đứng hết ngoài sân cả thế kia? Lão Hồng nửa đêm nửa hôm không ngủ lại ngồi vật ra đấy làm gì? Vừa nói con mụ vừa đi tới gần, lão bá hồng như chết khiếp, rú lên kinh hãi, xua xua tay trước mặt. Đừng đừng, quỷ hút máu này đừng qua đây. Bốp, một cú tát như trời giáng từ tay mụ Thanh vào mặt lão Hồng khiến lão tá hỏa, đưa tay ôm lấy mặt đau đớn xúy xoa mụ thanh lại và thêm một cái bên kia khiến lão hét toáng lên lúc này mụ thanh mới gằn giọng quỷ gì quỷ đâu lão dám kêu tôi là quỷ à á à, à hay lại đi với con nào bên ngoài rồi về chê tôi đúng không đúng không quỷ này quỷ này hút máu này con mụ thanh cứ thế và bôn bốp vào mặt lão hồng lão vùng người rồi hất tay mụ ấy sang một bên ôm lấy mặt suýt xoa đau đớn sau lại lên tiếng thế lúc nãy tôi thấy mụ lơ lửng giữa cái giường rồi còn đòi hút máu là gì hở không mụ thì còn ai á à, à cái lão này lại mơ linh tinh rồi đổ thừa cho tôi phải không ôi rồi ôi đi vào ngủ ngay cho tôi không không mụ có muốn thì vào mà ngủ một mình tôi 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 chưa nói hết câu mụ thanh đã vung tay nhéo lấy tai lão hồng mà kéo nhanh đi vào trong phòng rồi quay ra đóng cửa mà hét choe choé còn chúng mày nhìn cái chó gì về mà ngủ mai còn làm việc cho tao dầm một tiếng cánh cửa phòng được mụ thanh đóng chặt lại đám gia đình từ nãy đến giờ cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì chúng quay về lại kho củi tiếp tục giấc ngủ lão hồng sau khi được kéo vào trong phòng thì trùng cái chăn kín mít từ đầu đến chân mặc cho trời nóng vã hết cả mồ hôi tay mồ hôi chân ra như tắm hai tay đan lại với nhau mà run lên cầm cập miệng thì liên tục tụng kinh niệm phật con mụ thanh nằm xuống kề bên kêu mấy tiếng nhưng không thấy lão hồng mở chăn ra thì cũng đành thôi lão hồng nằm một lúc thì đã nghe thấy cái tiếng thở đều đặn của mụ thanh vang lên nhưng hơi thở của mụ giống như trâu đang thở vậy nó cứ khì khì khò khò vô cùng lớn lão hồng run run hạ cái chăn xuống rồi hé mắt mà nhìn thì lại chết khiếp khi trông thấy ở hai khóe miệng mụ thanh có hai cái nanh dài đang lòi ra bên ngoài lão lập tức trùng chăn lại rồi nhắm chặt mắt mà tụng kinh cho đến khi rơi vào giấc ngủ say sáng ngày hôm ấy lão hồng thức dậy sớm hơn mọi khi lão run run thò đầu ra khỏi chăn rồi nhìn về phía mụ thanh thấy con mụ ấy đang ngủ trương thây lên mọi thứ hoàn toàn bình thường thì lão hồng mới dám ngồi bật dậy sau đó rón rén đi nhanh ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép chặt cái cửa lại rồi đứng vươn vai ngáp dài một tiếng lúc này có người chạy tới hớt hải nói ôi rồi ôi ông ơi ông ơi là nhà mình chết sáu con rồi ông ơi lão hồng đưa mắt nhìn về phía người gia nhân rồi lên tiếng cái gì chết chết mấy con sao lại chết sáu 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 con ông ạ, à. bọn con cũng chả biết. đêm qua đang ngủ thì nghe thấy cái tiếng như có ai đang đuổi bắt lũ gà, sau lại nghe cái tiếng gà kêu lên thảm thiết. bọn con đi ra xem thì không thấy gì, nhưng sáng nay ra mở cửa chuồng cho chúng ăn, thì phát hiện có đến sáu cái xác gà. đâu, ông mày xem. lão hồng đi một mạch ra ngoài chuồng gà, thấy sáu cái xác đang nằm khô quắp trên đất. lão hồng ngó nghiêng rồi dùng mình mẹ kiếp sao lại khô quắp thế này có lẽ nào là 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 đoạn lão hồng nuốt nước bọt run run nhìn về phía căn phòng của mình nhưng rồi lại có giọng nói vang lên ôi ông ơi con nghĩ là đêm qua chó hoang ở đâu nó vào đuổi ăn đấy như một sự cứu rỗi nỗi sợ hãi à ừ ừ chó hoang chó hoang chúng mày đêm nay canh cho kỹ vào nhá đêm nay mà để chó nó vào ăn nữa thì biết tay tao nói rồi lão quay người bỏ đi lão hồng bước nhanh ra ngoài con đường làng đi đến chỗ mảnh đất của nhà cụ tứ mà lão mới chiếm được hôm qua đang đi thì nghe phong phanh tiếng bàn tán xôn xao của dân làng ôi rồi ôi các ông các bà ơi đêm qua có ai nghe cái tiếng gì bên ngoài không tiếng gì có phải cái tiếng cười lanh lành đáng sợ cùng với tiếng gà vịt nó kêu lên quan quá không? Ấy! Đúng rồi! Đúng rồi! Mà đêm qua nhà bác có mất gà, mất vịt gì không? Có! Mẹ kiếp! Tôi! Tôi còn tưởng là trộm, nhưng mở cửa ra xem thì chẳng thấy gì. Sáng đến lại thấy mấy cái xác gà khô quắp nằm dưới đất. Rồi ôi! Thế có khi nào ma quỷ nó làm không hở? đêm qua tôi còn trông thấy có hàng loạt mấy cái bóng trắng quỷ dị lượn qua lượn lại khắp nơi đây lúc này lão bá hồng giật mình nuốt nước bọt sau đó lẩm bẩm tự chấn an là chó hoang là chó hoang chó hoang không phải quỷ lão đi một mạch đến mảnh đất cuối làng thấy có đến hàng chục người đã đứng chờ sẵn lão hồng gật gù rồi lên tiếng thế chúng mày tập trung đủ rồi à một thằng gia đình tên hồ bước lên rồi chỉ tay về đám người dạ con tìm được hơn chục thợ đến để giúp ông dựng nhà lão hồng gật gù ừ ừ được thế lại đây ông bảo đám người lại đi tới chỗ lão hồng lão đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào trong cái miếng đất sau một lúc thì đám người lại tỏa ra mỗi người một việc mà bắt đầu đào móng làm nhà thằng hồ đi tới lên tiếng hỏi ơ ờ, thế mình không làm lễ động thổ à ông ơi lão hồng lúc này mới nhớ ra nhưng thợ cũng đã bắt tay vào làm lão chật lưỡi thôi kệ mẹ bảo chúng nó làm lặt vặt xung quanh chuyển gỗ về trước nhá đêm nay mày giúp ông làm cái bàn nhỏ để ông sang cúng lễ nhá dạ dạ con biết rồi mảnh đất lớn chẳng mấy chốc đã được đào bới xung quanh khoảng đất rộng được chia ra một phần ba để xây cái nhà. Hai phần còn lại thì lão hồng cho xây cái vọng cát lầu. Hướng nhìn ra ngoài sông, dùng để làm nơi lão tiếp đón các quan. Các lão bá hộ khác đến đàn ca sáo nhị, ăn chơi hút chích. Lúc này con mụ thanh đã tỉnh giấc từ lúc nào. Mụ khịt khịt mũi rồi ngồi bật dậy. Mùi máu tanh nồng từ hai tấm thẻ dưới gối sọc lên, khiến con mụ ấy dùng mình đưa tay cầm lấy hai tấm thẻ ngọc mà mụ ấy xem như báu vật. Hí hí hí, huyết ngọc, huyết ngọc, hí hí. Đợi bảy đêm sau thì bà mày giàu to rồi nhá. Chợt con mụ ấy khựng lại, nhớ ra điều gì đó thì lại chật lưỡi. Hay là dùng cách này xem thế nào nhỉ? Con mụ đi nhanh ra ngoài, bảo một thằng gia đình làm ngay cho mụ ấy một con gà luộc. Nhanh chóng, con gà đang chạy lon ton ngoài sân bị cắt tiết mà vạt lông. Mụ Thanh bưng lấy cái chén máu gà đi nhanh vào phòng. Cầm lấy hai tấm thẻ ngọc cho hẳn vào trong cái chén máu rồi đặt lên bàn. Con mụ chố mắt khi trông thấy hai cái tấm thẻ kia đang hút dần máu vào trong. Mụ Thanh cười lên khoái chí Ấy! Ấy! Há há! Thế thì cần gì bảy ngày? Há há! Rồi ôi! Sắp giàu rồi! chợt người thấy cái mùi hương gà luộc thơm lừng bên ngoài mụ thanh đưa tay xoa xoa cái bụng sau đó đứng dậy rồi đi vào bếp chẳng mấy chốc con gà đã được luộc chín vàng ươm đặt lên cái đĩa lớn khói nghi ngút bốc lên sọc vào mũi khiến mụ ấy hít lấy mấy hơi vô cùng thỏa mãn mụ thanh đưa tay xé lấy cái đùi mà ăn ngấu nghiến chẳng mấy chốc con mụ đã ăn sạch một con gà trống lớn sau khi ăn no nê cái bụng thì mụ thanh lại đi thẳng về phòng để xem thử hai tấm thẻ ngọc kia đã hút máu tới đâu rồi. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra, thì một mùi tanh tưởi sọc vào mũi, âm khí dâng lên lạnh toát cả căn phòng. Mụ thanh đóng chặt cái cửa rồi xoay người đi vào, đưa mắt nhìn vào hai tấm thẻ thì chố mắt. Khi thấy máu tươi trong cái chén đã bị hai tấm thẻ kia hút sạch, mụ lại cầm lấy hai tấm thẻ, rồi ngắm nhìn cái màu đỏ tươi như máu, có thể nhìn xuyên qua bên kia, thì cười lên khoái chí đoạn háo hức đi tới dúi lấy hai tấm thẻ kia giấu dưới gối uyịch 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 chợt nghe có tiếng bước chân cùng với tiếng sột soạt vang lên sau lưng một luồng gió lạnh thổi vào sau ót khiến mụ thanh dùng mình nổi hết cả da gà một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mụ thanh quay người nhìn lại thì chết khiếp há hốc mồm kinh hãi tay chân lạnh toát run lên cầm cập toàn thân con mụ đứng yên bất động hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai cái bóng người thân mặc giáp phục đầu đội nón thương ánh mắt lạnh lẽo đỏ lòm rực sáng miệng nhe ra hàm răng lởm chỏm với hai cái nanh dài quá cằm đang dính đầy máu tươi hai người này chẳng ai khác mà chính là hữu dũng và minh khang hai soái tướng đi theo ngài trịnh phong ở từ đường nhà họ trịnh mụ thanh ú ớ mấy tiếng thì hữu dũng đã vung kiếm từ trên cao bổ mạnh xuống bổ đôi cái đầu mụ thanh ra làm hai máu tươi cùng với óc não bắn tung tóe khắp căn phòng cái mùi máu tanh sọc lên, khiến hai soái vong kia khịt khịt mũi mà cười lên khoái chí. Thân xác mụ thanh đổ gục xuống, máu tươi từ giữ đầu chảy ra thành vũng lớn, nhưng chẳng mấy chốc đã khô hết lại, vì bị hai soái vong kia hút sạch. Hai soái vong càng hút thì càng thỏa mãn, cười lên khanh khách. Há há há, há há há, đúng, đúng là nó. Há há, đúng là cái hương vị này. Há 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 hương vị mà mấy trăm năm nay bọn ta phải nhịn thèm há 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 hai cái bóng kia sau khi hút sạch dương khí cùng với huyết khí và hồn thể con mụ thanh thì âm lực đã tăng lên gấp bội chúng thoát ẩn thoát hiện trong căn phòng sọc đầy máu tươi rồi giả giọng con mụ thanh mà lên tiếng gọi lớn người đâu người đâu cả rồi người đâu chúng mày chết đâu cả rồi lúc này thằng tuất đang gánh nước đi ngang qua thì nghe tiếng gọi lớn liền dừng lại nhà lão hồng thì chỉ toàn là gia đình chứ không hề có một con hầu gái nào bởi lão hồng cho rằng bọn hầu gái chân yếu tay mềm chẳng làm được cái tích sự gì thằng tuất đứng trước cánh cửa phòng lên tiếng bà gọi chúng con ạ à. ừ chúng mày cắt cho tao ít tiết gà à không tao thèm tiết lợn làm cho tao mâm tiết lợn để loãng cho tao nhá mang đến rồi đặt trước cửa phòng cho tao. Thằng Tuất nghe vậy thì nhăn mặt. Ơ thế, trước giờ bà có ăn tiết đâu ạ? À? Mẹ thằng chó này, mày cãi bà à? Ôi dạ dạ, con không dám. Ngay lập tức cái mâm tiết lợn to được mang đến đặt trước cửa phòng mụ thanh. Lúc này Tuất lên tiếng gọi, thì bên trong vọng ra tiếng nói. Để đấy rồi xéo chỗ khác. Tuất lập tức quay người bỏ đi, lại vác cái đòn tiếp tục đi gánh nước. Cánh cửa phòng lại từ từ mở ra. Tiếng bản lề vang lên kim kít. Một cánh tay xương sầu đen kịt khô quắp thò ra bưng lấy cái mâm tiết. Rồi rụt nhanh vào trong. Thằng Tuất đi gánh nước ngang qua thì giật mình. Khi thấy cái mâm tiết lúc nãy đã được bà Thanh ăn hết sạch sẽ. Chỉ còn cái mâm không. Bóng loáng. Nó tò mò đi tới. Đưa mắt nhìn vào cái mâm. Sau lại he hé, hé mắt nhìn qua khe cửa chợt nó hốt hoảng khi thấy cái xác mụ thanh đang nằm vật ra đất. Thân thể khô quắp, cái đầu thì bị đập vỡ ra làm hai. Máu dưới nền đã khô tự lúc nào. Tuất hốt hoảng đẩy cửa mà bước vào rồi la lớn. Ôi rồi ôi! Bà ơi! Bà ơi! Bà làm sao thế bà ơi? Dầm! Hai cánh cửa bỗng chốc đóng mạnh lại khiến Tuất giật bắn mình. Quay sang đưa tay giật cửa thì như có ai đó đã khóa chặt bên ngoài có cố cách mấy cũng không tài nào mở được. Lúc này âm khí đang bao trùm toàn bộ căn phòng. Sống lưng tuất lạnh toát cả lên. Da gà da vịt nổi lên từng đợt. Khiến tuất có linh cảm bất an. Chợt quay phát lại thì. Bộp. Một bàn tay khô quắp từ đâu bóp thẳng vào cổ tuất mà siết mạnh. Làm nó điếng người dãy lên đành đạch. Vung tay toan đánh bật bàn tay kia ra. Thì khuôn mặt quỷ của Minh Khang hiện lên. Hắn nở một nụ cười man dợ rồi trừng mắt. Rắc rắc, Cổ họng của Tuất đã bị bóp cho nát vụn. Máu tươi từ miệng và cổ tràn ra bên ngoài. Ngay lập tức Hữu Dũng cũng ẩn hiện mà lao tới vung đao. Chém ngang cắt đôi người Tuất ra làm đôi. Nửa thân dưới đổ gục xuống. Nửa thân trên thì còn đang bị Minh Khang giữ lấy. Hai quỷ xoái lập tức hút chọn lấy tinh huyết của Tuất. Âm lực tăng lên gấp bội lần. Bọn chúng nhìn nhau rồi cười lên khanh khách đắc ý. Lão Hồng sau một ngày dài bên ngoài chạy đôn chạy đáo tính toán đo lường, mua những thứ cần thiết để làm nhà. Thay vì ngồi một chỗ mà sai vặt đám gia đình đi mua những thứ cần thiết kia, thì lão lại chọn cách tự vác cái thân mà lết đi, bởi lão chẳng muốn thằng nào, con nào ăn xén bớt tiền của lão. Lão Hồng đi một mạch đến cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào, toan lên tiếng gọi mụ thanh thì chố mắt chết điếng. Khi trông thấy hai cái xác khô quắp nằm dưới nền nhà, một cái mụ thanh với cái đầu vỡ toạc, một cái của thằng tuất với cổ họng nát bươm lão hồng rú lên kinh hãi quay người chạy nhanh ra ngoài chết rồi chết rồi chúng mày đâu rồi chúng mày đâu chúng mày đâu rồi ôi rồi ôi lão hồng vừa chạy ra ngoài khoảng sân vừa la vừa hét đám gia đình thấy vậy thì lập tức lao tới đoạn lão hồng chỉ tay vào trong căn phòng nhỏ rồi gào lên sao 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 lại thế kia hả à, sao bà mày lại chết thế kia đám gia đình đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác sau lại chạy nhanh tới bên cửa phòng mà nhìn vào mùi máu thịt bê bết bên trong sọc vào mũi khiến chúng lập tức quay người mà nôn thốc nôn tháo ra ngoài lão hồng lại run run tay đi gọi quan đi gọi quan nhanh lên nhanh lên lão quan béo nhanh chóng được người của nhà lão hồng mời tới chẳng mấy chốc cái tin nhà lão hồng xảy ra chuyện động trời khiến dân chúng lại nháo nhào tới bu kín bên ngoài mà hóng chuyện. Lão quan chống cái gậy rồi đi vào, đưa mắt nhìn nhìn rồi quay sang hỏi lão hồng. Thế, làm sao mà nó chết? Lão hồng lắp bắp. Không, không, con con, con không biết ạ. À? Lão quan nheo mắt, quay sang. Thế chết thì mang đi chôn chứ có cái chó gì đâu mà réo tao ẩm lên thế hả? Ơ ơ, Quan quan, quan bác không điều tra xem ai là hung thủ à? Cha cha cái chó gì? Hai cái xác một nam một nữ chết trong phòng. Át hẳn là mèo mả gà đồng rồi cãi nhau, dẫn đến giết lẫn nhau. Thế thôi. Lão Hồng nghe vậy thì chố mắt. Ơ ơ, ơ, ơ ơ cái chó gì? Thế tao nói thế không phải à? Hay lại muốn tao bắt luôn cả nhà này để điều tra phải không? Ây ây, thôi 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 quan bác nói sao thì con nghe vậy hừ thế thì lo chôn đi còn đợi gì nữa ơ giả giả lúc này lão quan béo quay người bỏ đi ra ngoài đưa mắt nhìn đám dân đen lên tiếng xong rồi còn gì đâu mà xem hừ mẹ chúng mày lắm chuyện thật lão hồng đứng nhìn hai cái xác kia mà chật lưỡi đưa mắt run run nhìn xung quanh rồi đưa tay gọi một thằng gia đình tới mà hỏi này thế từ sáng đến giờ ở nhà có việc gì thế hả thằng gia đình kia nheo nheo mắt rồi chật lưỡi lên tiếng à lúc sáng nghe bà có bảo bà thèm tiết canh rồi 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 thằng tuất nó mới làm cho bà cái mâm tiết canh lợn sau đó sau đó lão hồng lại hối thúc sau đó thì thế nào dạ dạ sau đó thì con không rõ cho đến khi ông về. Lúc này lão hồng chật lưỡi, đưa mắt liếc ngang liếc dọc, rồi nuốt nước bọt liền mấy cái. Ánh mắt run run nhìn xung quanh, sau lại lẩm bẩm. Có khi nào, có khi nào là là, là, là hai con quỷ kia nó làm không nhỉ. Nghĩ đoạn, lão hồng chật lưỡi rồi quay sang một thằng gia đình. Hải, mày chạy sang nhà lão tài lấy cho tao hai cái áo quan xong rồi chạy thẳng đến chỗ nhà thầy sinh. Mời ông ấy đến đây cho tao. Nhá. Hải nghe vậy thì dạ lên một tiếng, vội vàng chạy đi. Chẳng mấy chốc hai cái quan tài được đưa đến đặt trước sân nhà lão hồng. Thầy sinh cũng có mặt đúng lúc. Vừa bước vào thì thầy đã đưa mắt nhìn xung quanh rồi chật lưỡi. Âm khí sao lại nặng đến thế này? Lão Hồng đi nhanh tới, rồi lên tiếng mời thầy vào trong ngồi xuống ghế. Ấy, mời thầy ngồi. Biết thầy có tài trừ tà cao tay ở cái làng này. Nay nhà tôi có việc. Xin thầy xem giúp nhà tôi liệu có. Có. Thầy sinh đưa tay ra hiệu. Lão Hồng im lặng. Thầy chật lưỡi. Ông Hồng này. Thật không phải vì tôi ghét ông mà trù ẻo nhà ông. Nhưng mà tôi thấy nhà này âm khí rất nặng. E rằng có thứ không sạch sẽ đang ẩn nấp. Nghe vậy lão hồng tái hết cả mặt ngồi sụp xuống bên cái ghế rồi thỏ thẻ kể hết toàn bộ những sự việc quỷ dị mà mình gặp trong mấy ngày qua thầy sinh cau mày rồi chật lưỡi thở dài hai thế thì ông đưa tôi sang căn phòng ấy xem sao lão hồng đứng bật dậy rồi đưa tay mời thầy sinh đi đến căn phòng của lão thầy vừa bước vào thì dùng mình nổi lên gai ốc cảm giác lạnh lẽo u uất đang bao lấy mình thầy sinh đưa mắt nhìn xung quanh bỗng có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến thầy dùng mình một cái sau lại chật lưỡi thứ này không đơn giản chỉ là hồn ma bóng quỷ bình thường hai nói đoạn thầy lấy ra cái la bàn nhỏ lẩm bẩm đọc gì đó sau lại ngó nghiêng nhìn xung quanh mũi kim trên la bàn quay nhanh mà chỉ tứ hướng nó khựng lại rồi chỉ thẳng về hướng cái giường thầy sinh và lão hồng đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức đi nhanh tới sao 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 thế hả thầy có thứ gì đó đang ẩn nấp ở đây. Ông tìm thử xem. Lão Hồng nghe vậy thì chết điếng. Run run tay mò mẫm bên dưới gối. Lúc này lão hốt hoảng. Khi phát hiện ra hai tấm thẻ ngọc bích màu đỏ tươi như máu. Thầy sinh vừa trông thấy thì thốt lên. Huyết ngọc. Lập tức cái la bàn trong tay thầy quay tít lên sau đó thì rắc một tiếng. La bàn nứt vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Khiến thầy sinh phải giật mình ném nó ra xa lão hồng run lên bần bật tay cầm hai tấm thẻ ngọc lắp bắp thứ này thứ này thứ này không phải đã ném vào lò lửa rồi hay sao thầy sinh đưa mắt nhìn về hai tấm thẻ trên đó có khắc hai chữ trịnh ấn thầy đưa tay cầm lấy thì chợt một cảm giác lạnh toát chạy dọc từ lòng bàn tay vào thấu trong tim gan thầy nuốt nước bọt rồi lên tiếng thứ này chính là cái nghiệp của ông gây ra đấy lão hồng nghe vậy thì chố mắt kinh ngạc thầy nói vậy là ý gì? Thầy sinh đáp. Nếu ông không cướp đất nhà cụ tứ, không đập đi cái nhà từ đường, không mang hai cái thứ này về nhà, thì bà Thanh cùng với người gia đình kia đã không chết. Hai, mà tôi e rằng không chỉ có hai mạng người, sắp tới sẽ là ông, rồi đến cả cái làng này sẽ gặp đại họa. Lão Hồng nghe vậy thì tái hết mặt mà rú lên. Ôi rồi ôi, con lại thầy, con lại thầy thế thầy làm ơn làm phước mà cứu giúp con hu 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 con chưa muốn chết thầy ơi con chưa muốn chết thầy ơi cứ thế lão quỳ xuống mà dập đầu liên tục rồi lại khóc lóc van xin thầy sinh thấy vậy thì thở dài đưa mắt nhìn vào hai tấm thẻ ngọc chật lưỡi hai được rồi tôi sẽ cố gắng giúp ông cũng như là làng mình thoát khỏi cái nạn này cũng không dám chắc là tôi có làm được hay không e rằng cái thứ kia còn mạnh hơn tôi cả trăm ngàn lần ai nhưng mà nếu tôi làm được thì ông phải làm cho tôi một chuyện được được thầy nói đi chỉ cần giữ lại được cái mạng cho tôi thì chuyện gì tôi cũng làm thầy sinh chật lưỡi được nếu như tôi giúp ông được lần này thì ông phải xây lại cái nhà từ đường của nhà họ trịnh bởi nơi ấy tôi có nghe nói từ ngàn xưa đã là nơi chấn rất nhiều ma quỷ trong làng này. Chưa hết, ông còn phải phát gạo gieo duyên cho dân lành. Phần là vì giảm nhẹ tội nghiệp, phần là tăng phước báo cho ông. Nếu được thì tôi sẽ cố gắng mà giúp, không thì... Ấy ấy, được được, được, tôi sẽ làm theo lời thầy. Chỉ cần thầy giữ được cái mạng cho tôi, chỉ cần tôi còn sống thầy ơi. Thầy sinh thở dài, gật gù rồi lên tiếng. Được rồi, ông cứ cho khâm liệm hai cái xác kia như bình thường. Đêm nay tôi mang đồ sang để cúng trục vong trong tấm thẻ bài kia xem sao. Hai, e rằng phe này lành ít dữ nhiều. Ôi rồi ôi, thầy ơi, thầy dáng giúp con, dáng giúp con nhá thầy ơi. Thầy sinh gật gù rồi thở dài, quay người đi ra ngoài. Lão Hồng cũng đi theo sau khóc lóc ỉ ôi nài nỉ. Lúc này trong căn phòng tối, hai bóng quỷ đang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía thầy sinh mà nhoẻn miệng cười một cách vô cùng nham hiểm. Khuya hôm ấy, sau khi làm cái lễ khâm liệm cho hai cái xác xong thì thầy sinh lại bày bàn lễ ra giữa sân với đầy đủ lễ vật. Trên bàn có một cái kính bát quái lớn, một thanh kiếm gỗ đào, sấp giấy bùa màu vàng. Lão Hồng đứng bên cạnh run lên bần bật. Đám gia đình cũng tò mò đứng lấp ló sau cái kho củi mà xem. Thầy sinh thở dài, rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang mở rộng ra hai bên thầy đưa tay thắp lấy ba nén hương miệng lẩm bẩm đọc khấn vái gió lớn bỗng chốc thổi lên ầm ầm hai ánh đèn cầy trên bàn bị gió thổi tắt vụt một cái khiến cho lão hồng giật bắn mình ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh rồi run lên cầm cập thầy sinh cảm nhận được luồng âm khí dâng lên cực thịnh mùi tanh tưởi của máu từ đâu thoang thoảng bay tới sọc vào mũi khiến thầy dùng mình bên trên bàn Hai tấm thẻ ngọc run lên bần bật như muốn nhảy khỏi bàn. Thầy Sinh thấy vậy thì vung tay chụp lấy một lá bùa màu vàng viền đỏ, rồi phất mấy lượt, đoạn xoay mạnh tay rồi găm chặt xuống giữa hai tấm thẻ. Lúc này gió lớn lại nổi lên như vũ bão, cát bụi mù mịt, hai cánh cửa bị gió giật đập mạnh vang lên từng tiếng rầm rầm, tiếng cười lanh lảnh vang lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 tiếng cười khiến lão hồng sợ đến đái tháo ra cả quần vội đưa tay bịt chặt lấy tay rồi ngồi sụp xuống chui nhanh vào trong gầm bàn ẩn nấp thầy ơi chúng nó đến đấy thầy ơi có phải là chúng nó đến không hu 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 con 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 trốn vào phòng được không thầy thầy sinh nghe thấy tiếng cười thì đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng chốc thứ kia hiện hình tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện tường tận lúc ấy ông phải đứng ra mà tạ lỗi với người ta. Ừ. Lão Hồng nghe vậy thì mếu máo khóc không thành tiếng. Lúc này hai cái bóng từ bên trong căn phòng kia lù lù xuất hiện. Thầy sinh vừa trông thấy hai cái bóng. Trên thân mặc giáp phục thời xưa. Thì kinh hãi lắp bắp. Xoái. Xoái. Xoái vong. Xoái vong. Thầy sinh vung tay chụp lấy mấy tấm bùa ném lên cao. Toàn vung tay bắt ấn thì phượt một tiếng hai chục lá bùa bỗng nhiên bốc cháy lơ lửng trên không trung. Thầy sinh chố mắt nhìn lại. Tất cả đều đã bị cháy thành cho. Lúc này thầy lên tiếng. Xin mạn phép cho hỏi hai ngài vừa xuất hiện là ai? Hự. Lời vừa dứt thì cảm giác ở giữa lồng ngực như đang có thứ gì ép mạnh vào. Miệng thầy sinh học ra máu tươi. Ánh mắt trợn ngược lên nhìn về hai bóng xoái vong đằng xa. Thầy biết. Hai cái thứ kia chẳng thể thương lượng như dự tính ban đầu toan muốn vung tay chụp lấy thanh kiếm thì dầm cái bàn lễ lớn bị gió hất văng ra xa tất cả đồ lễ văng tung tóe trên đất hai cái bóng xoái vong lại cười lên khanh khách ha 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 phàm nhân chúng mày còn muốn lập đàn chấn bọn ta ha 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 lúc này gió lớn lại thổi lên cát bụi một lần nữa mù mịt che hết mọi thứ xung quanh mây đen ầm ầm kéo đến sấm lớn rền vang khắp bầu trời lão hồng đang nấp dưới cái bàn lễ thì cảm giác trống không lạnh lẽo ập đến đưa mắt nhìn thì giật bắn mình khi trông thấy cái bàn lễ đã bị hất văng ra xa lão rú lên kinh hãi rồi đứng bật dậy toan bỏ chạy thì thầy sinh đã vung tay chụp lấy rồi gằn giọng mau mau đi mời thầy của ta mau đi sang làng gấm mời thầy của ta bọn chúng bọn chúng phập thang kiếm gỗ từ đâu lao nhanh tới đâm mạnh vào giữa ngực khiến thầy sinh trợn mắt. Miệng thổ huyết tràn xuống ướt đẫm cả cổ. Máu tươi cũng từ nhát kiếm kia chảy ra ướt hết cả người thầy sinh. Thầy ngã vật xuống đất mà dãy lên đành đạch đau đớn. Lão Hồng thấy cái cảnh tượng trước mắt thì kinh hãi đến tột độ. Lão lao người cắm đầu chạy nhanh ra bên ngoài mà hét lớn. Cứu! Cứu! Cứu với! Cứu với! Cứu với! Ôi rồi ôi! Có ai không? Cứu tôi với! lúc này thầy sinh chỉ còn chút hơi tàn ngáp lên từng hơi mệt nhọc hai mắt mở lên trừng trừng trông thấy có đến mấy chục oan hồn khác đang lao đến vây kín khắp người thầy mà cấu xé tranh giành hút lấy dương khí thầy sinh dãy mạnh lên mấy cái rồi sau đó liệm dần đi chết không nhắm mắt lão hồng vừa chạy vừa la hét lão chạy một mạch đến nhà trưởng làng kha rồi đập cửa rầm rầm dân làng nghe tiếng lão gào lúc nửa đêm thì cũng lao người chạy ra ngoài để hóng chuyện lúc này trưởng làng kha nghe tiếng đập cửa thì tức tốc đi nhanh ra ngoài ai đấy ai đấy ông kha ơi cứu cứu với cứu với ông kha vừa ra đến nơi thì thấy lão hồng đang gào thét méo máu cầu cứu khuôn mặt tái nhợt lại ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn ra đằng sau lúc này ông kha vừa đưa tay mở cửa thì lão hồng đã phóng nhanh vào trong nhà sau đó nấp sau lưng cái tủ thờ run lên cầm cập Ông Kha thấy vậy thì đi nhanh vào trong. Cái mùi ngai ngái nước tiểu bốc lên khiến ông Kha nhăn mặt. Ấy! Lão Hồng! Sao lại tè ra quần thế kia? Lão Hồng ngồi run lên như cầy sấy. Miệng run run hai hàm răng đánh vào nhau lộc cộp. Thấy mặt lão tái nhợt đi. Tưởng chừng chúng phải gió. Sao đấy? Có việc gì? Lão trúng gió à? Lúc này lão Hồng mới lắp bắp từng tiếng. Có có, có. Có quỷ. Có quỷ. Có quỷ đấy. Đâu? Quỷ đâu? Quỷ đâu? Bên ngoài lại có tiếng ồn ào. Dân làng hò hét nhau như gặp phải cái sự lạ gì đó. Ông Kha quay người nhìn ra ngoài thì có người thanh niên chạy vào rồi gào lớn. Ôi rồi ôi! Bác trưởng làng ơi! Chết chết! Chết cả rồi! Chết cả rồi! Ông Kha giật mình, hoang mang mà hỏi lại. Hả hả! cái gì ai ai chết ai chết ôi bác ơi toàn bộ gà vịt heo chó trong cái làng này chết sạch chết sạch rồi chết không còn một con rồi ôi chết hết rồi à thế tại sao lại chết sao lại chết hết một lúc như thế được ôi bác ơi chết cả rồi bác ơi dân người ta đang kêu gào ngoài kia kìa mà 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 chết lạ lắm bác ạ à. Ông khai nheo mắt. Chết lạ. Chết lạ là chết như nào? Người kia nhỏ giọng ra điều nghiêm trọng. Những cái xác ấy, khô quắp, toàn là máu đen đổ ra bên ngoài thôi. Kinh lắm. Đâu? Mày dắt ông đi xem nào. Lúc này lão Hồng mới đứng bật dậy, rồi chạy lại níu tay ông Kha lên tiếng. Đừng đừng! Là quỷ làm đấy! Là quỷ làm đấy! Chúng nó giết sạch cái làng này đấy! ông kha lúc này mới quay lại đưa mắt nhìn về người thanh niên cả hai đồng loạt hỏi quỷ chuyện này rốt cuộc là thế nào lão hồng nuốt nước bọt mấy lần rồi thuật lại toàn bộ những gì thầy sinh nói với lão rồi lại cái chuyện thầy sinh bị hai con quỷ kia giết chết ở sân nhà mình hai người kia nghe vậy thì tái hết cả mặt có chút kinh sợ người thanh niên lên tiếng ôi bác trưởng làng ơi thế có cần đi báo quan không Ông Kha thở dài chật lưỡi. Báo quan, báo lão ấy đến cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Mà bây giờ lão đang đánh tổ tôm ở nhà các quan khác rồi. Thế bây giờ làm sao hả bác? Ấy, được rồi, đi xem thế nào đã. Nói đoạn ông Kha cùng với người thanh niên kia bước đi ra ngoài. Bởi thân làm trưởng làng thì làm sao có thể bỏ mặc người dân lúc hoạn nạn. Dù có là ma là quỷ hay là gì đi nữa, thì cũng phải đứng ra tìm cách giúp dân. Lúc này Lão Hồng cũng đi theo sau cả hai. Dù gì thì dù, nơi đông người vẫn là an toàn hơn. Cả ba đi nhanh ra ngoài đường làng. Người người nhà nhà đang đốt đuốc sáng rực. xác xúc vật chết ném đầy ra đường. Ai nấy cũng đều hoang mang lo sợ. Lão Hồng đưa mắt nhìn những cái xác kia thì cả kinh. Khi nhận ra chúng chẳng khác gì những cái xác gà chết ở nhà lão. Vội kéo tay ông Kha rồi lên tiếng nói nhỏ. Ôi bác Kha ơi! Mẹ! Đúng là quỷ làm rồi. Lần trước ở nhà tôi nó cũng y chang như vậy. Chết khô quắp, mà máu thì đen xì. Người dân lúc này cũng nhao nhao lên hoang mang. Trước những cái sự lạ đang xảy ra hai hôm gần đây, lúc này lão Hồng mới chật lưỡi rồi thở dài. Lão nhớ đến lời thầy sinh thì liền đứng ra lên tiếng. Ây Ây! Thật ra cái chuyện này, chuyện này, chuyện này là lỗi do tôi lão hồng lão nói thế là thế nào người dân lại nháo nhào lên đây là lần đầu tiên họ trông thấy lão bá hộ hồng đứng ra nhận lỗi đoạn lão hồng kể lại toàn bộ sự việc cho tất cả mọi người nghe sau lại thở dài ầy đứng trước cái sự sống chết mới biết được những thứ tài sản kia nó cũng chẳng là gì hai tài sản của các bác mất đi tôi sẽ đền lại chỉ mong các bác giúp tôi xây lại cái nhà thờ từ đường cho nhà họ trịnh ầy có nào ngờ đâu nơi ấy lại là cái nơi trấn yểm ma quỷ của làng mình nghe vậy thì dân chúng cũng nguôi ngoai bớt phần nào thế bây giờ phải làm cách nào lão hồng lại đáp trước lúc thầy sinh chết ông có dặn đi đến làng gấm mời thầy của ông ấy đến mới trị được bọn quỷ kia thầy mà thầy sinh thầy sinh ông kha chật lưỡi thôi thế này trước mắt thì ai về nhà nấy cái then khóa chốt thật kỹ nhá sáng mai rồi đến nhà ông hồng dọn xác. bây giờ mà sang thì không khéo không khéo chật thế còn cái việc đến làng gấm thì mất hơn cả ngày đường chứ chẳng đùa thôi sáng mai thằng thanh niên nào biết đường thì hãng đi nhá bây giờ thì ai về nhà nấy nhớ cài then chốt cửa cho cẩn thận nhá nói đoạn dân chúng lại nháo nhào bàn luận xôn xao sau thì cũng ai về nhà nấy khóa chặt cửa lão hồng thì chẳng dám về nhà mà lánh tạm một đêm tại nhà ông kha lão còn sợ chết hơn cả những người khác một buổi sáng ảm đạm lại bắt đầu hai người thanh niên được ông kha chỉ định đi đến làng gấm để mời thầy cũng đã tức tốc lên đường dân chúng nháo nhào đi nhanh đến nhà lão hồng thì cả kinh khi trông thấy cái xác của thầy sinh đang nằm chơi trọi giữa sân sau hai mắt trợn ngược lên vũng máu lớn đã khô hết lại lúc này lão hồng tìm mãi nhưng chẳng thấy một thằng gia đình nào trong nhà lão đi nhanh tới mở cánh cửa kho củi thì giật mình chết điếng toàn bộ gia đình trong nhà lão đều chết sạch ánh mắt bọn họ mở trừng trừng lên tay chân co rúm lại tựa như trước khi chết đã gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ nhanh chóng những cái xác kia được đưa ra ngoài sân lão hồng đưa mắt nhìn mà chết điếng lạnh người run lên bần bật có đến tám cái quan tài được đưa về nhà lão hồng tính luôn cả cái quan cho thầy sinh ông kha lên tiếng trấn an thế hôm nay tạm thời khâm liệm những cái xác này cho đàng hoàng trước đã đợi đến khi mời được thầy về thì mới tính tiếp được nhá thôi các bác đêm nay vẫn đóng cửa cài then cho chắc hai tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt mấy cái chuyện này cũng chẳng biết gì mà giúp cũng chỉ biết chờ đợi thôi rồi một ngày lại lặng lẽ trôi qua. Hai mảnh đất trống kia cũng chẳng còn ai dám đến làm. Biết đâu được, trong lúc làm thì lại bị hại chết tức tưởi bởi những oan hồn vừa thoát ra khỏi phong ấn kia. Đêm ấy thằng đồng đóng cái chốt cửa ngoài, ngồi xuống cái chõng che đặt ở nhà trên, rót lấy tách trà ấm. Sau buồn thì vợ và con hắn đã ngủ say tự lúc nào. Hắn đưa tay mò mẫm bên dưới cái chõng rồi lấy ra một cái hộp gỗ, rồi cười lên khả khả đắc ý. Hà hà, cuối cùng thì nó cũng là của tao. Là của tao mà thôi. Hắn mở cái nắp hộp. Bên trong là những thỏi vàng dòng có khắc ký tự của nhà họ trịnh. Hắn đưa tay cầm lấy mấy thỏi vàng rồi xoa xoa. Đưa lên mũi hít lấy một hơi. Sau lại cười lên. Hà hà, mùi vàng thơm thế này thì bảo sao. Nhà chúng mày không tranh nhau cho được. Há há, bà già, bà đừng trách tôi là do vợ chồng thằng con bà tự chuốc lấy mà thôi hà hà hóa ra cái bóng đen đêm ấy giết chết mụ thanh là thằng đồng trước đó nó đã chỉ cho con mụ thanh chỗ cất giấu vàng của bà cụ tứ hắn biết con mụ kia sau khi trộm được vàng thì sẽ cao chạy xa bay nên mới đứng đợi sẵn ở gốc cây gạo ngờ đâu được là con mụ kia sập bẫy thật mụ liền bị hắn đập chết để cướp lại số vàng tất cả đều đã nằm trong sự tính toán của thằng đồng ngay cả cái việc bà cụ tứ chết cháy. Đêm ấy nó là người phát hiện ra đám cháy lớn. Còn thấy cả bà cụ tứ đang cố bò ra ngoài. Nhưng một phát gậy từ tay thằng đồng đập xuống. Đã giết chết bà cụ tứ trước khi ngọn lửa kia hát tới. Nuốt trọn thân thể bà vào trong. Bởi cái thứ hắn đang tính tới nữa. Là mảnh đất lớn của bà cụ. Hắn nghĩ rằng dù gì thì dù hắn cũng là con nuôi. Khi gia đình họ trịnh chết hết chẳng còn ai. Thì hắn sẽ là người thừa kế nhưng xui thay là lão hồng đã đi trước một bước đồng đưa tay cầm lấy mấy thỏi vàng đắc ý với sự tính toán vô cùng thông minh của mình đoạn lại cười cười hà hà thôi nay mai mang đống vàng này đi biệt xứ cũng được hà hà sẽ xây một căn nhà lớn người hầu kẻ hạ há há khéo tao lại thành ông bá hộ đồng hế hế nói rồi nó đưa miệng hôn lấy những thỏi vàng kia trùn chụt hắn lại giấu kỹ nó xuống dưới cái chõng rồi đặt lưng gác tay lên chán lim dim chìm vào giấc ngủ đang ngủ thì chợt có cơn gió lạnh thổi tới khiến đồng phải dùng mình nằm co do lại bên ngoài cửa sổ hai cái bóng đen lù lù xuất hiện cả hai đưa mắt nhìn vào bên trong rồi lanh lành cái giọng gọi lớn đồng ơi đồng ơi đồng ơi chị đau lắm đồng ơi hu 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 tiếng khóc nức nở vang lên khiến đồng choàng tỉnh giấc. Trong cơn ngái ngủ hắn quay người rồi nhìn về phía sau buồng, lên tiếng hỏi. U nó làm sao đấy? Đợi mãi không nghe có tiếng trả lời, hắn lại quay người ngủ tiếp. Lúc này một bàn tay trắng bệt từ bên ngoài thò vào chụp lấy chân kéo mạnh, khiến hắn giật bắn mình bật dậy. Cái tiếng khóc lanh lành kia lại vang lên. Hu hu hu, hu hu hu, đồng ơi đồng, đồng ơi, chị đau lắm đồng ơi sao mày lại đập vỡ đầu chị hả đồng ơi hu 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 đồng nghe thấy cái tiếng nói quen thuộc kia thì giật bắn mình thêm một lần nữa hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắp bắp ai 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 đấy ai đấy bộp một bàn tay trắng bệt khô quắp từ bên ngoài với vào chụp lấy vai khiến đồng chết điếng hắn quay phát lại thì trợn mắt kinh hãi ú ớ không thành tiếng chị 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 Chị. Lúc này trước mắt hắn là con mụ liên, với cái đầu vỡ toạc ra, máu tươi bê bết khắp người. Con mụ kéo thằng đồng tới gần rồi dí sát cái cổ nhầy nhụa thịt thà của mình vào mặt hắn, từ trong cổ họng lại phát ra cái tiếng gào. "Mày trả vàng lại cho tao, trả vàng lại cho tao. Thằng chó, mày trả vàng cho tao, trả đầu lại cho tao, trả cái đầu nguyên vẹn lại cho tao." Đồng hốt hoảng gào lớn. Buông. Buông. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Có có. Có quỷ. Có quỷ. Có quỷ. Há 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 há. Há há há. Há há há. Chợt con mụ liên cười lên khanh khách kinh dị. Đồng vùng vẫy rồi ngã từ trên trõng xuống dưới đất. Hắn lăn mấy vòng rồi lồm cồm bò dậy. Ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh. Nhưng lần này không thấy bóng con mụ liên đâu. Hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng chợt cảm giác sống lưng lạnh toát, khiến hắn rùng mình, dường như có thứ gì đó đang đứng phía sau. Hắn run run quay lại thì thấy hai cái chân đen thui, khô quắp như hai khúc củi cháy. Toàn ngước mắt nhìn lên thì kinh hãi khi nhận ra lão Bảnh đang đứng sừng sững nhìn chằm chằm xuống dưới. Hai mắt lão trợn ngược lên trắng dã. Anh anh, anh Bảnh, anh Bảnh. Bộp nói còn chưa hết câu thì bàn tay của lão bảnh đã chụp vào cổ đồng nhấc bổng hắn lên cao hắn dãy lên đành đạch miệng bị bóp chặt ú ớ không thành tiếng Ơ ớ ớ cứu 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 lão bảnh nghiêng đầu chừng mắt tại sao mày lại lừa tao ký giấy bán nhà bán đất cho lão hồng chính mày chính mày là kẻ đã dốc tâm hãm hại gia đình tao thằng chó uổng công bà già coi mày như con ruột lời càng nói thì lão bảnh càng siết mạnh tay khiến cho thằng đồng bị ngạt khí tím tái hết cả mặt lúc này lão bảnh vung tay rồi ném thằng đồng khiến nó văng thẳng vào trong vách đánh dầm một tiếng hắn ngã lăn ra đất mấy vòng ho lên khủ khụ sau đó vội vàng bò dậy chạy vào trong buồng gọi lớn u nó ơi u nó ơi chạy nhanh chạy nhanh có quỷ có quỷ hu 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 có quỷ hắn lao nhanh vào lay người vợ nhưng lay mãi mà chẳng thấy vợ mình tỉnh giấc lại quay sang lay đứa con trai của mình nhưng dù có gào thét có đánh bôm bốp vào người thì cả hai cũng không hề hấn gì lúc này hắn vung tay kéo bật vợ mình ngồi dậy toan lên tiếng ôi mẹ ơi mụ ngủ gì mà lắm thế hả chạy mau chạy mau lên chợt lúc này vợ hắn ngẩng mặt đưa tay vạch cái mái tóc đang xõa dài trước mặt rồi cất cái giọng thều thào chạy đi đâu hở mày chạy đi đâu đấy đồng mẹ đang ngủ mà đồng ơi đồng chết điếng vội bước lùi ra đằng sau hắn rú lên kinh hãi khi nhận ra người trước mặt mình là bà cụ tứ chứ không phải là vợ hắn cụ tứ đưa khuôn mặt cháy đen xì xì với cái đầu có một vết nứt do thằng đồng dùng gậy gỗ đập chết lên bà cụ nhoẻn miệng rồi cười lên khanh khách há 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 Mày tính chạy đi đâu? Hả? Chạy đi đâu đấy đồng? Há há há. Không. Không. Bà bà. Bà. Lúc này đồng lao người chạy nhanh xuống bếp. Rồi vung tay chụp lấy cái dao lớn lao lên. Vung dao gào lên. Bà bà. Vợ tôi đâu? Vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Bà cụ tứ nhảy miệng cười lên quỷ dị. Nó ở đây này. Ở đây này. Há há con mày à nó ở đây này há há cụ tứ đưa tay vỗ vỗ vào người thằng bé thằng đồng hét lớn không bà không được làm hại con tôi há há thế mày làm hại con tao thì sao hả thì sao đồng chừng mắt rồi gào lớn nó lao tới vung dao mà bổ mạnh vào đầu bà cụ tứ phập con dao lớn từ trên cao bổ xuống và cái đầu kia ra làm hai nửa máu tươi tuôn ra từng dòng não trắng vẫn còn đập lên từng nhịp thân thể bà cụ đổ sập xuống giường đồng với tay ôm lấy con mình mà nhấc lên ấy lúc này đứa bé ngẩng mặt mà cười lên khanh khách nó chừng mắt gào lớn há 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 mày thương con đến vậy sao há há anh chị cũng muốn có con như mày nhưng mà mày hại anh mày không có con được sao mày ác thế hà đồng sao mày ác thế hà đồng ơi đứa bé trợn ngược mắt rồi nhe răng vung tay chụp lấy cổ đồng mà siết mạnh lúc này hắn cũng chố mắt gào lớn không không mày không phải con tao há 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 chị đây chị đây chứ con nào há há bốp đồng vung tay ném mạnh đứa bé lên trên giường với tay chụp lấy cái dao lớn rồi gào thét hắn điên cuồng lao tới vung tay bổ xuống phập 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 tao giết chúng mày chúng mày cút khỏi nhà tao cút khỏi nhà tao nhanh lên a à, a à. cứ thế hắn vung dao bổ mạnh xuống cho đến khi hai cánh tay mỏi nhừ ra thì mới chịu dừng lại lúc này hắn đưa mắt nhìn lại thì mới cả kinh khi trông thấy hai cái xác bếp nhầy kia chính là của vợ và con hắn hai cái xác bị băm nát bươm ra tựa chừng như là đống thịt băm miễn hắn ngã quỵ hai chân xuống run lên cầm cập miệng lắp bắp cái cái, cái, cái gì, cái gì đây, cái gì đây, ớ, ớ, há 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 há, há há há. Cái tiếng cười lanh lảnh lại vang lên khắp bốn phương tứ hướng, đồng ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Ba hồn ma của gia đình bà cụ tứ đang đứng một góc, nhìn chằm chằm về phía hắn mà cười lên khanh khách thỏa mãn. Lúc này đồng gào lớn. Là chúng mày, là chúng mày hại chết vợ con tao là chúng mày dứt lời hắn vung tay chộp lấy cái đèn dầu trên bàn rồi ném mạnh tới choảng cái đèn dầu đập mạnh vào trong vách rơm rồi rơi xuống vỡ toang lửa bên trong nhanh chóng bén lửa rồi phừng lên bén vào cái vách rơm tạo thành một ngọn lửa lớn lúc này cái bóng của lão bảnh thoát ẩn thoát hiện rồi cười lên khanh khách lao tới bóp chặt lấy cổ đồng nhấc bổng hắn lên cao ha 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 mày trả mạng lại cho gia đình tao. Há há há. Dứt lời, lão bảnh bóp mạnh khiến cho cổ họng của đồng vỡ nát ra mà chết không nhắm mắt. Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã phừng lên nuốt trọn căn nhà, thiêu rụi toàn bộ ba cái xác bên trong cháy đen như than. Lanh lảnh cái tiếng cười của ba người nhà họ trịnh, lại vang lên trong gió, tựa như rửa được nỗi uất hận của họ. Thấy căn nhà cháy lớn, người dân lại thêm một đêm mất ngủ họ gieo nhau súng và dập lửa. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Lão Hồng cùng với ông Kha đi tới, đưa mắt nhìn vào trong đám cháy thì dùng mình cả kinh. Ba cái xác người cháy khô được đưa ra ngoài, hai trong ba cái đã bị cháy đen, nhưng thân thể như đã bị băm vụn ra thành nhiều mảnh. Chợt ông Kha đưa mắt nhìn vào trong thì phát hiện có ánh sáng lóe lên. Ô, cái gì? Cái gì lóe lên thế kia? Vàng à? Vàng à? Hằng định mày vào bới xem thứ gì kia dưới cái đống cho lớn kia kìa định nghe vậy thì lao vào rồi nhanh chóng đưa tay bới đống cho đang phủ bên trên ra đoạn lại phát hiện có hơn hai chục thỏi vàng ròng bên dưới định thốt lên rồi ôi có vàng có vàng có vàng bên dưới này lúc này mọi người mới súng lại rồi ngó nghiêng nhìn vào trong ai nấy cũng đều nháo nhào lên rồi ôi thằng đồng trước giờ nó nghèo kiết xác sao lại có nhiều vàng thế này ông kha đưa mắt nhìn nhìn thì thốt lên vàng này là của nhà họ trịnh đấy mẹ kiếp nếu tôi đoán không lầm thì thằng đồng nó là người cướp số vàng này từ tay con mụ liên thầy chắc chắn là như vậy chợt lúc này hai người thanh niên được ông kha sai đi mời thầy đã về đến họ vừa về làng thấy đám đông đang tụ tập thì cũng đi nhanh tới gọi lớn các bác ơi, có chuyện gì đấy? Có chuyện gì đấy? Chúng tôi mời được thầy về rồi đây này. Nghe tiếng gọi của hai người kia, mọi người ai nấy cũng đều nhìn lại. Lúc này ông Kha mới đứng bật dậy rồi đưa mắt nhìn nhìn, thấy hai người thanh niên kia đang đi cùng với một người đàn ông lớn tuổi, chạc độ đã ngoài 60, mái tóc bạc trắng được búi gọn lên cao, ánh mắt sáng tinh anh, vẻ mặt vô cùng hiền hòa. Ông Kha lên tiếng đây đây, đây là. Hai người thanh niên mới lên tiếng chen ngang. Đây là thầy Lâm, ở làng gấm. Thầy Lâm là thầy của thầy sinh làng mình đấy. Nghe vậy thì ai nấy cũng đều ồ lên. Thầy Lâm mới đưa tay lên rồi xua xua. Ấy, tôi không phải thầy bùa gì hết. Chỉ là người biết chút thuật pháp giải trừ yêu ma học lỏm được mà thôi. Thế làng mình đang gặp chuyện bất chắc gì phải không? Ông Kha mới lên tiếng. Ấy, thật ngại quá. Thật ra thì làng đang gặp cái chuyện thế này. Ông Kha cùng với Lão Hồng kể lại toàn bộ sự việc đang xảy ra ở làng mình. Thầy Lâm nghe vậy thì gật gù rồi thở dài. Lúc này định ôm lấy mấy thỏi vàng kia đi tới đưa ra trước mặt mọi người. Rồi lên tiếng. Các người xem, đây đúng là của nhà họ trịnh. Ông Kha cùng với Lão Hồng đưa tay cầm lấy mà ngó nghiêng. Lão Hồng chố mắt khi nhận ra đúng là những ký tự được khắc trên hai tấm thẻ ngọc. Thầy Lâm cũng đưa tay cầm lấy thỏi vàng nhìn qua, đoạn dùng mình sau đó thở dài. Là nghiệp, là nghiệp đấy. Chật, tất cả đều xuất phát từ lòng tham mà ra. Hai, thế ngoài cái này ra thì còn gì lạ nữa không? Lúc này Lão Hồng mới mời thầy Lâm về nhà mình. Trên đường đi thì Lão Thao Thao bất tuyệt kể lại toàn bộ sự việc quỷ dị trong nhà trước khi về đến nhà thì cả ba đi ngang qua mảnh đất lớn nơi có cái nhà thờ từ đường thầy lâm vừa trông thấy thì nheo mắt nhìn nhìn sau lại chật lưỡi mà thở dài nhưng rồi cũng đi nhanh đến nhà lão hồng cánh cửa đã đóng kín mấy hôm nay lại được mở ra thầy lâm bước vào thì cảm nhận được luồng âm khí cực mạnh đang dâng lên đâu đó trong đôi mắt của thầy còn thấy rõ những luồng khí âm u quỷ dị đang lởn vởn khắp nhà thầy lâm chật lưỡi là đại quỷ là đại quỷ đúng là hai con đại quỷ năm đó thầy lão hồng lấy ra hai tấm thẻ ngọc đưa cho thầy lâm đưa mắt nhìn thấy hai tấm thẻ ngọc kia thì thầy gật gù rồi lên tiếng thứ này năm đó thầy của tôi có nhắc đến hừ thế các người đập cái nhà thờ từ đường kia nhưng có biết rằng sự tích của nhà thờ ấy như thế nào không có biết người lớn nhất được thờ trong đấy là ai không lão hồng và ông kha nhìn nhau lắc đầu lia liệng Vốn cái nhà thờ từ đường ấy của nhà họ Trịnh đã có từ rất lâu. Dân làng cũng chẳng ai được vào trong đó, nên cũng không biết rằng người được thờ bên trong là ai. Lúc này thầy Lâm mới thở dài lên tiếng. Năm đó thầy tôi có dặn, sau này ở làng bên sẽ xảy ra cái họa lớn. Thầy có để lại cho tôi một cái hũ ngọc lớn và một thanh kiếm cổ. Đây các người xem đi. Ông lấy ra một cái hũ lớn, với thanh kiếm cổ đặt lên bàn. Lúc này ông Kha đưa mắt nhìn nhìn rồi lên tiếng. Thanh kiếm này dường như là thời nhà Nguyễn. Thầy Lâm gật đầu. Đúng, đây là thanh kiếm mà Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong năm đó đã dùng để bắt lấy hai con quỷ kia chấn áp chúng vào trong hai tấm thẻ ngọc. Hai, có lẽ các người không biết. Năm đó khi Bình Tây Đại tướng mang quân đi đánh giặc thì có ghé ngang qua ngôi làng này đêm nằm thường nghe thấy tiếng than khóc và tiếng xúc vật rú lên hãi hùng ngài cho người điều tra thì biết rằng ở đây có hai soái vong cùng với những âm binh chết trận khác đang hoành hành tác oai tác quái giết người hút máu ông liền lập đàn gọi hồn hai soái vong kia lên rồi đấu với chúng một trận đến long trời lở đất sau hai soái vong kia đánh không lại thì liền cúi đầu quy hàng lúc này ngài trịnh phong mới thu lấy hồn phách của chúng mà giam vào trong hai tấm thẻ ngọc rồi cho xây cái nhà thờ lớn để chấn chúng ở đây, cho chúng chịu nắng dầm mưa để giảm đi tội nghiệp mà gây nên. Càng về sau nhà thờ ấy càng thiêng, người dân năm đó mới lập luôn cái đền thờ bên trong mà thờ Ngài Trịnh Phong, để tưởng nhớ cái ơn năm đó đã giúp dân lành thoát khỏi cái nạn quỷ ma quấy phá. 2. Nay các người lại đập cái nhà thờ ấy đi, vô tình giải thoát cho hai soái vong kia quay lại con đường ma đảo. Nghe tới đây ai nấy cũng đều kinh hãi, họ cũng không ngờ rằng từ đường nhà họ trịnh lại quan trọng đến như thế lão hồng lắp bắp lên tiếng thầy ơi thầy ơi thế 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 có cách nào không hả thầy có cách nào giúp cho làng con được không thầy lâm thở dài rồi lên tiếng muốn bắt được hai soái vong thì phải mời người đã từng quy phục bọn họ tức là phải dùng đến cái uy của bình tây đại tướng trịnh phong thế 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 cũng may năm đó đại tướng có đề phòng chuyện bất chắc nên để lại cái hũ ngọc cùng với thanh kiếm này dùng nó làm cái uy để chấn áp những thứ không sạch sẽ hai thứ này được thầy tôi giao lại từ nhiều đời trước nay cần phải dùng đến rồi hai các người chuẩn bị cho tôi ít lễ vật tối nay tôi sẽ thỉnh thần về phục quỷ dạ 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 chăm sự nhờ thầy chăm sự nhờ thầy đêm hôm ấy trời tối đen như mực thầy Lâm đứng trước cái bàn lễ lớn ở trong mảnh đất từ đường nhà họ trịnh. Những cây cờ lớn nhỏ cùng với những ngọn đuốc được cắm xung quanh mảnh đất nhà từ đường. Thầy Lâm đặt số vàng của nhà họ trịnh vào trong cái bàn. Sau lại đặt hai tấm thẻ ngọc lên trên. Thầy đưa tay kết ấn, rồi thắp lấy ba nén hương lâm dâm khấn vái. Dân chúng đứng đằng xa người thì trèo lên cây. Người thì leo lên nóc nhà mà nhìn vào trong mảnh đất nơi thầy Lâm đang lập đàn chấn quỷ. Lúc này thầy vừa khấn vái xong thì lập tức gió lớn nổi lên cuồn cuộn, âm phong kéo đến ầm ầm. Cát bụi thổi lên mù mịt hết cả đất trời. Tuyệt nhiên những ngọn lửa cắm xung quanh đất vẫn cháy lên phừng phực. Thầy Lâm biết người cần gọi đã đến, thầy vung tay cầm lấy thanh kiếm mà dè chừng. Bên tai lại có tiếng gió rít lên, đâu đó còn có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Chúng mày lại muốn lập tràng bắt bọn tao sao? hà hà. Lời vừa dứt thì một luồng âm phong thổi tới muốn hất văng tất cả. Nhưng thầy Lâm đã kịp thời vung tay bắt ấn rồi cầm lấy một lá bùa mà đốt lên cháy rực. Thầy ném lá bùa kia vào trong không trung. Ngay lập tức cái bàn lớn đang rung bần bật thì liền đứng vững trở lại. Lúc này thầy Lâm lên tiếng. Hai đại soái xin hãy nghe lời cung thỉnh của ta. Lời vừa dứt thì có đến hàng trăm cái bóng quỷ xuất hiện. Đứng bao lấy thầy Lâm, âm khí dâng lên đến cực thịnh. Thầy Lâm khẽ dùng mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh rẻ chừng Những cái bóng quỷ kia toan muốn lao tới thì thầy Lâm rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng rực bóng loáng, khiến cho bầy quỷ kia phải cả kinh mà lùi ra xa. Đoạn thầy lên tiếng. Các người có biết thứ trong tay ta là gì không? Ừ. Những oan hồn nghe cho rõ. Nếu không muốn hồn tiêu phách tán thì mau giạt ra xa ta đang đợi hai đại soái đến để có việc muốn giải bày. Lúc này một cơn gió lạnh thổi tới, hai bóng đen lù lù xuất hiện, cả hai thân mặc giáp phục, đầu đội nón thương, toàn thân tỏa ra sát khí cùng với huyết khí vô cùng lớn. Thầy Lâm thấy vậy thì chừng mắt. Hai đại soái là các người. Hai soái vong chừng mắt hung tợn nhìn về phía thầy Lâm, sau lại đưa mắt, nhìn thấy thanh kiếm của đại tướng Trịnh Phong thì chố mắt lên tiếng. Phàm nhân kia là ai? Tại sao lại có thanh kiếm của chủ nhân? Chỉ là lời nói của hai soái vong cũng đã đủ khiến cho thầy Lâm phải tức ngực khó thở. Đoạn thầy lùi một chân lại thủ thế, sau lại lên tiếng. Tôi là truyền nhân của đại tướng, nay biết hai vị soái vong chẳng may lại lâm vào con đường ma đạo, nên đến để ngỏ ý muốn khuyên hai người quay về con đường chính đạo, theo chân đại tướng Trịnh Phong mà tu hành, vội rửa oán nghiệp. Hai soái vong nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, cười lên khẳng khặc. Ha ha ha, ha ha ha, nghiệp này là do bọn chúng tự chuốc lấy, tại sao lại trách bọn ta? Ừ, bọn ta vốn dĩ đã theo chủ nhân mà tu hành gần cả ngàn năm, tội nghiệp sắp được gội rửa hết, thì chính bọn chúng đã đến mang chúng ta rời khỏi miếu thờ. Ta năm lần bảy lượt cảnh báo cho chúng biết rằng, phải tức tốc mang chúng ta trở về miếu thờ nhưng cái lòng tham của chúng đã che đi hai bên tai không tin lời bọn ta nói hừ cơn khát máu lại nổi lên đến lúc bọn ta không còn kiềm chế lại được thì chính là cái nghiệp của bọn chúng phải trả ha 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 phàm nhân mày nói chuyện này là do ai thầy lâm nghe vậy thì liền cúi đầu lên tiếng họ vốn dĩ chỉ là người trần mắt thịt làm sao thoát khỏi cảnh tham sân si hai vị đi theo thần đã lâu cũng xem như là tiểu thần. Vậy thì tại sao lại còn tính toán với người trần mà bước vào con đường ma đạo? Láo! Phàm nhân! Ngươi lại muốn đổ tội cho bọn ta. Dứt lời! Hai soái vong nhìn nhau rồi toan muốn lao lên thì thầy lâm vung kiếm lên cao. Bắt khẩu quyết! Một tia sét lóe lên đánh thẳng xuống. Chặn lại hai soái vong. ầm Thầy lâm lại cúi gục đầu. Từ trong cổ họng một giọng nói đầy uy lực vang lên. Hữu Dũng, Minh Khang, các người gặp ta còn không mau quỳ xuống mà hành lễ. Nghe giọng nói vang vọng kia thì hai soái vong hốt hoảng khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi run run mà quỳ dạp xuống. Chủ chủ, chủ nhân, chủ nhân, là người, là người. Thấy vật như thấy chủ, hai quỷ soái các ngươi to gan, dám xem thường cái uy của ta mà muốn hại người vô cớ. Hai soái vong đưa mắt nhìn thì nhận ra ngay là ngài Trịnh Phong đã về, nhập vào xác thầy Lâm, cả hai cúi dập đầu. Chủ nhân, chủ nhân, chúng tôi có mắt như mù, có mắt như mù. Quỷ soái, các người theo ta đã lâu, nay chỉ vừa mới thoát ra ngoài chẳng được bao lâu đã lâm vào con đường ma đạo. Hừ, nếu ta không đến kịp thì các ngươi cũng một lần nữa gây nên cái họa lớn. Chủ nhân, chúng tôi, chúng tôi. Hử? Còn không mau theo ta mà quay về tu tập, hay các ngươi không phục mà muốn đấu với ta một trận như năm xưa? Giả dạ, dạ. Dạ. Chúng tôi không dám. Chúng tôi không dám. Lời vừa dứt thì cả hai lập tức lao người thu nhanh vào trong hai tấm thẻ ngọc. Lúc này thầy Lâm vung tay chụp lấy cái hũ lớn, rồi xoay người một vòng, tay bắt quyết, đốt lá bùa lớn mà bỏ vào trong thầy niệm chú thì hàng loạt những bóng quỷ bên ngoài cũng đều bị hút vào trong thầy lâm lại dán kín miệng hũ bằng bốn lá bùa màu vàng rồi đặt cái hũ kia lên bàn lễ sau lại ngã người ra đất mà thở lên hồng học dân chúng thấy trời đã yên gió đã lặng lại thấy thầy lâm ngã vật ra đất mà thở thì liền lao tới đỡ lấy ôi ôi thầy ơi thầy ơi thầy có sao không thầy lâm được đỡ ngồi dậy thở lên hồng học xua tay rồi lên tiếng. Không, không, không sao. Hờ hờ, tôi không sao. Lão Hồng lúc này mới lên tiếng hỏi. Ấy, thế thế, thế bọn quỷ đã được chấn hết chưa thầy? Thầy Lâm thở hắt một hơi rồi gật gù. Ổn rồi, vừa rồi cũng may tôi thỉnh được cái uy của ngài Trịnh Phong về, mới chấn được bọn chúng. Không thì e rằng tôi cũng đã bỏ mạng. Hai. Nghe thấy vậy thì dân chúng ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cái làng phú thịnh này cuối cùng cũng qua được kiếp nạn ma quỷ lộng hành. Sau đêm ấy, thầy Lâm lại đến nhà lão Hồng làm lễ cúng kính, lấy những vong hồn chết oan kia lên chùa gửi. Cái nhà thờ từ đường họ Trịnh cũng được lão Hồng và dân trong làng chung sức xây lại khang trang hơn. Về sau dân gọi nơi ấy là đền thờ bình tây đại tướng Trịnh Phong. Hai tấm thẻ ngọc cùng với cái hũ kia cũng được chôn sâu trong đất đền số vàng của nhà họ trịnh thì được bán đi để đổi lấy gạo phát cho dân lão hồng cũng bỏ ra số tiền lớn để phát gạo cùng với lương thực cho dân nghèo vậy mới thấy được mọi chuyện cũng từ lòng tham của con người mà ra trong tam độc tham sân si thì tham là thứ đứng đầu bởi tham nên mới sinh hận mà sinh hận rồi thì lại si mê không minh mẫn không còn phân biệt được đâu là phải trái để rồi gây ra cái họa lớn sát thân hại người hại mình Nội dung của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thưa quý vị, tâm linh luôn là một điều bí ẩn mà đến giờ chưa thể lý giải. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị khán thính giả, hoặc quý vị có thể xác minh xem mình đã từng gặp hay tin vào chuyện tâm linh hay không bằng cách comment bên dưới, cũng như để lại bình luận bên dưới video, giúp kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như có động lực để làm ra những video tiếp theo phục vụ quý vị khán thính giả xin cảm ơn và chúc quý khán thính giả một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc